chương 81, người chẳng là cái quái gì cả. Sáng hôm sau khi vác theo túi to túi nhỏ đồ ăn sáng đến văn phòng, thì các người đẹp của phòng đều đang díu ra díu rít khác hẳn mọi ngày. Một đám các cô gái trang điểm mỹ miều, phấn thơm nước mũi đang xuống xít tụ tập bên tờ công văn thông báo dán trên tường phòng làm việc. Các cô ấy nhìn một lượt bảng thông báo và đang hớn hở bàn tán cái gì đó. Lần đầu tiên mang đồ ăn sáng đến mà không có ai hưởng ứng. Dương thần hơi bực mình, hiếu kỳ chạy lại xem đó là một tờ thông báo về kỳ nghỉ du lịch tập thể phúc lợi ở ngọc lôi nổi tiếng khắp trung hải về các chính sách đãi ngộ vậy nên năm nào cũng có tổ chức cho các nhân viên công ty một kỳ nghỉ du lịch thứ nhất là để nâng cao tinh thần làm việc hai nữa là để tăng cường tình đoàn kết tập thể trương thái mặt mày hớn hở nét mặt hồng hào nhìn thấy dương thần đến liền cười vỗ vỗ ngực dương thần dương thần anh xem này năm nay có rất nhiều địa điểm du lịch để lựa chọn Tôi cũng không biết nên chọn đi đâu nữa. Dương Thần xem kỹ các danh mục lựa chọn trên công văn, đúng là rất phong phú, không chỉ có một lộ trình du lịch nội địa độc đáo từ Vân Điền, Tây Bắc đến Tam giác châu, còn có một số nơi ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đương nhiên phí du lịch ở các khu vực khác nhau cũng không giống nhau. Vậy nên sự sắp xếp cho nhân viên cũng là luân phiên, bên tài vụ sẽ cân đối điều chỉnh, nếu tiền du lịch còn thừa nhiều thì sẽ chia thưởng cho nhân viên. Mọi người chọn đi đâu? dương thần hỏi tất nhiên là đi nhật bản rồi thời gian này ở đó đang là mùa đông đi như thế vừa vặn có thể đi ngắm tuyết ở hokkaido lãng mạn lắm đó một cô gái tươi trẻ tràn đầy sức xuân nói tôi muốn đi hàn quốc biết đâu lại gặp được mấy anh chàng ngôi sao đẹp trai ấy chứ tôi thấy có mà là cô muốn đến đó đi thẩm mỹ thì có ha ha cô muốn chết hả đám các cô gái trêu đùa nhau ầm ĩ lưu minh ngọc hào hứng hỏi dương thần anh muốn đi đâu không thể không chọn đâu đây là hoạt động tập thể không tham gia sẽ bị tập thể coi thường cô này dương thần vẫn không dự định sẽ đi dù sao thì mình mới về nước có hơn nửa năm thực ra không hề có hứng thú đi phiêu diêu nước ngoài nữa nhưng nếu nghe thêm mấy người đẹp sẽ nổi giận đùng đùng mất nên chỉ bối rối nói mọi người đi đâu thì tôi đi đấy thực ra tôi thấy mấy địa điểm trong nước cũng tốt đi xa chẳng thú vị gì cả mấy cảnh đẹp nước ngoài còn thua xa phong cảnh của hoa hà hừ triệu hồng yến nhăn nhăn mũi anh từ nước ngoài về nên mới nói như thế chúng tôi thì rất hiếm khi được ra nước ngoài đến cả máy bay cũng chỉ mới được ngồi một vài lần đúng rồi đúng rồi đến lúc đi cùng chúng tôi thì tiện thể giúp chúng tôi xách đồ nhé trương thái hào hứng vỗ tay nói xong thì vui vẻ chạy đi lấy đồ ăn sáng giữa lúc văn phòng đang náo nhiệt bàn tán mạc thiện ni mặc chiếc váy sáng nhạt gọn gàng đột nhiên bước vào dáng người yểu điệu mềm mại đôi tất trắng ôm sát phía dưới chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon thả, trên tay mang chiếc túi công sở, cặp kính tròn gọng bạc, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đứng đó toát lên một khí chất mạnh mẽ, chỉ trong giây lát phòng làm việc bỗng trở nên yên tĩnh, các nhân viên nữ hớt hải chạy về chỗ của mình, ngước mắt nhìn xếp không dám làm ồn nữa, mặc thiện ni bước vào, tiếng giày cao gót kêu lộp cộp, giọng cô khoan thai cất lên kỳ nghỉ là vào mùa đông, có được đi hay không thì phải xem thành tích làm việc của mọi người. Đừng trách tôi không nhắc trước, mãi đến khi Mạc Thiện Ni bước vào phòng làm việc, đám nhân viên nữ mới nhỏ tiếng thì thầm. Xem ra mấy hôm nay tâm trạng của sếp không tốt, chắc là áp lực công việc lớn quá, tuy đã lên chức phó tổng rồi nhưng cũng không dễ làm đâu. Hay là nhiệm kỳ kết thúc sớm, suyệt, cẩn thận bị nghe thấy bây giờ, Dương Thần có chút khó hiểu hình như mấy hôm nay Mạc Thiện Ni cũng ít đến chỗ Lâm Nhược Khê, hôm nay cũng không lấy đồ ăn sáng trên bàn mình, xem ra trong lòng đang ngổn ngang tâm sự, trời nhá em tối, đã đến giờ tan sở, Dương Thần đang băn khoăn xem có nên đến thăm nhà ông Lý hay không, lâu rồi không liên lạc, trong lòng cũng thấy hơi nhớ cô bé Lý Tinh Tinh, không biết ở trường cô ấy có bị tưởng thạc quấy dày không. Nhưng không đợi Dương Thần gọi điện thoại đến thì Vũ Vương đã gọi đến trước cho hắn rồi. Cậu à, có người khách đến tìm cậu, bà Vương nói trong điện thoại, có khách ạ, à? là ai? Dương Thần không nhớ ra người nào mình quen biết mà lại biết địa chỉ nhà mình, bà Vương hơi u ớ, tôi cũng không biết, nhưng xem ra không phải người tốt, trông đều không có vẻ gì đứng đắn, nói chuyện hơi cáu gắt. "Đều, nghĩa là có rất nhiều người ạ? À? Cậu à, hay là cậu cứ về nhà xem tình hình thế nào đã." Vú Vương rõ ràng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi lái xe về đến nhà, vừa mới xuống xe Dương Thần đã nhìn thấy hai chiếc Passat đen xì, nhưng điều đáng chú ý là biển số, biển 0007 và 0008, chữ màu đỏ nổi bật. Mặc dù Dương Thần không nắm rõ về nhiều cơ quan ở trong nước hoa hạ, nhưng cũng biết loại xe này chắc chắn là thuộc về nhà nước, không đợi Dương Thần bước vào cửa. Mấy tên mặc áo đen đã bước ra khỏi nhà, vẻ mặt nghiêm khắc, hơi có phần ngạo mạn, bộ ngực to lớn vạm vỡ. Vị này là Ngài Dương, một người có vóc dáng cao lên tiếng hỏi. Mời anh đi theo chúng tôi." Lời nói này hoàn toàn như một lời ra lệnh. Dương Thần tự nhiên thấy bọn họ thật khó gần, ra lệnh cho ta sao? Từ 10 năm trước đã không còn tồn tại kiểu người hay ra lệnh như thế nữa rồi. "Các người là ai? Tôi không muốn theo các người đi đâu hết. Tôi không phải là trẻ lên ba, các người không bắt cóc tôi được đâu." Dương Thần cười nhạt nói, tên có dáng người cao kiều lạnh lùng nói, "Anh không cần hỏi điều đó, chỉ cần làm theo chúng tôi." anh không có quyền được hỏi, nước hoa hạ từ lúc nào lại trở thành xã hội phong kiến thế này. Cái này xem ra phải xem xét lại về quyền tự do cá nhân rồi. Các người không hỏi rõ trắng đen phải trái đã bắt tôi đi cùng. Như thế này có khác gì bắt cóc đâu. Tên có dáng cao kêu cười lạnh lùng. Dương thần, tôi hỏi lại anh, có đi hay không? Anh phí lời với chúng tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Lúc này Vũ Vương bước từ trong nhà ra, nhìn thấy cảng tượng đang xảy ra. Bà kinh ngạc lớn tiếng quát đám người các ngươi làm sao vậy hả cậu của chúng tôi không phải là phạm nhân các ngươi dựa vào đâu mà nói bắt là bắt chứ phải biết rằng bây giờ trong lòng vú vương dương thần chính là người đàn ông chủ gia đình cũng là người mà cả bà và lâm nhược khê đều vô cùng yêu quý mặc dù lâm nhược khê không nghĩ vậy nhưng vú vương từ lâu đã coi dương thần như người thân hôm nay đám người kia đột nhiên định cưỡng ép dương thần đi vẻ mặt không phải người lương thiện vú vương đương nhiên không chịu rồi trong mắt tên có dáng cao kia ánh lên vẻ chán nản hắn khoát tay đám người mặc âu phục từ phía sau chạy lên xốc tay vú vương đưa vào trong nhà chẳng thèm để tâm đến việc bà ra sức la hét phản kháng nhìn thấy cảnh đó hai mắt dương thần lập tức cao lại không thèm chú ý đến vây cánh của đám người kia là ai là cái sức mạnh bí mật kinh thiên động địa nào ở hoa hạ việc này tuy rằng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức nhưng xem ra lúc này không thể chịu được cảnh bọn chúng cưỡng ép chói tay vú vương vốn yếu đuối. Các người hôm nay không cần phải quay về nữa đâu. Dương thần cho chìa khóa xe BMW vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng nói. Tên Cao Kiều biết rõ được ý định của Dương thần, bất thần lớn tiếng cười. Dương thần, chúng tôi nói là, mời, là đã xem chọc anh rồi. Tôi nói thật cho anh biết người đó muốn gặp anh chính là phúc lớn anh tu mấy kiếp mới được đấy. Theo ý chúng tôi thì cứ bắt anh như bắt kẻ tình nghi phạm pháp đỡ rách việc nhưng người đó lại rất khoan hồng độ lượng muốn gặp mặt anh trước và không tán thành việc đó người đó cho rằng anh thông thuộc mấy món công phu nhưng trong mắt chúng tôi anh chẳng là cái quái gì cả anh nói lắm lời thừa thãi qua đấy dương thần không kiên nhẫn thêm nữa tiến dần về phía tên cao kiều mắt tên cao kiều chợt lóe lên một tia độc ác hắn quát lớn bắt lấy hắn vài tên lực lưỡng mặc đồ tây nhanh chóng tiến đến dương thần đôi tay như kiểm sắt định giữ chặt lấy tay dương thần dương thần đương nhiên không để cho bọn chúng được vừa ý không đợi cánh tay của họ chạm vào vai đôi tay dương thần đã tạo thành hình móc câu mổ vào tay của hai tên thủ hạ nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh á à, hai tên hộ pháp gần như không thể phản ứng kịp thấy hai tay chỗ bị đánh đau thấu xương nhưng không đợi bọn chúng tiếp tục động thủ dương thần lại giang rộng hai tay kẹp chặt cổ của hai tên hộ pháp đập thật mạnh vào nhau ầm hai tên đập đầu vào nhau, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Các người lên hết cả đây, tôi chán đánh từng người một rồi, dương thần lại đi về phía tên cao kiều, khuôn mặt lạnh lùng toát lên một chút điên cuồng, những kẻ này thực sự đã làm ta tức giận, đã lầu máu nóng trong người không sôi sục như thế này. Tên cao kiều cuối cùng cũng đã nhận ra rằng vấn đề không đơn giản, vẻ mặt nghiêm trọng, cơ bắp khắp người cũng căng thẳng, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho năm sáu tên cùng vây chặt lấy dương thần. Mấy kẻ này rõ ràng đã được rèn luyện nhiều về chiến thuật bao vây, hơn nữa lại được huấn luyện kỹ năng võ thuật của bộ đội đặc trùng. Vì thế động tác ngần nguyễn, ra đòn tàn độc, khi đã lâm trận thì cực kỳ chú ý và kiên quyết. Người ta vẫn thường nói rằng người càng đông sức mạnh càng lớn, có đông người thì kiếm được nhiều củi. Nhưng khi đứng trước một sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều trở nên yếu ớt bạc nhược, không đợi mấy tên đó cùng bao vây lại đồng loạt tấn công dương thần thẳng tay tóm chặt lấy cổ tên cao kiều ông nghĩ đơn giản quá đấy tên cao kiều cho rằng dương thần vốn khinh thường mình nên mới ra tay trực tiếp như vậy hắn nổi giận đùng đùng xoay người thật mạnh đá chung cánh tay dương thần dương thần không khỏi cười thầm cánh tay hoàn toàn không có dấu hiệu gì thay đổi đồng thời chụp lấy tên cao kiều cánh tay bị cây chân đi giày ra kia hung hăng đạp vào nhưng vẫn không hề hấn gì vẫn nắm chặt như cũ củ cổ của tên cao kiều trong lòng luôn tự hào tên cao kiều hiểu rằng đôi chân mình có sức mạnh ghê gớm cho dù là một khối đá cầm thạch thì chắc chắn cũng bị vỡ vụn rồi tiểu tử này mình đồng ra sắt hay sao dương thần cũng chẳng cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ sau khi ra đòn nhanh như trước trực tiếp tóm cổ được tên cao kiều dùng sức bóp chặt từ từ lúc đánh lúc nghỉ rồi lại nâng tên đó lên khỏi mặt đất dễ như nâng một con chim nhỏ mấy tên thủ hạ còn định tấn công nhìn thấy cảnh này đều run sợ không nói nên lời vốn tưởng rằng tên nhóc vắt mũi chưa sạch này sẽ bị đại ca đập gãy tay, chứ ai ngờ được đòn cước mạnh như thế của đại ca cũng chẳng ăn nhầm gì cả, tên cao kiều bị nhấc lên khỏi mặt đất, nhẹ như đang nhấc một con búp bê vải, gã không ngừng khoa chân múa tay định tấn công Dương Thần, nhưng Dương Thần mới chỉ hơi động thủ, tên cao kiều đã thở dốc, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, gần như chẳng còn sức lực để phản kháng. Câu này giờ trả lại cho ngươi đấy. Người chẳng là cái quái gì cả. Chương 82, nhà ga, Dương Thần nói thản nhiên, thuận tay vung lên thẳng tay quật tên Cao Kiều ném lên chiếc xe Passat cao cấp có rèm che, tấm bản thép dày cứng của chiếc xe Đức khiến tên Cao Kiều vô cùng đau đớn, đột nhiên bị một cú như búa tả đập khiến gã bị chấn động phun cả máu tươi ra ngoài, đội trưởng, mấy tên mặc đồ tây khác thấy tên Cao Kiều bị hạ gục dễ dàng như thế mà đối thủ lại không hề hấn gì thì vô cùng kinh sợ vội chạy lại xem vết thương của tên cao kiều như thế nào. Nhìn dương thần mà thấy giờ tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào. Tên cao kiều thở hồn hển trong mắt ánh lên vẻ vừa sợ hãi lại vừa không cam tâm, lau máu dính trên miệng, run run nói, đi, đi trước đi, mấy tên thủ hạ như chút được gánh nặng, vội vàng mở cửa xe chui vào, hấp tấp cho xe chạy khỏi biệt thự. Dương thần cũng không lái xe đuổi theo nữa, dù sao thì vú vương trong nhà cũng đang kinh sợ hơn nữa xem ra bọn này có hậu thuẫn không hề tầm thường, cũng không phải là đã đến bước đường cùng. Dương thần cũng không muốn làm kinh động tới mức long trời lở đất trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Dương thần hiểu rằng mặc dù bản thân hoàn toàn có thể làm được những việc mà người khác không thể nào làm được, nhưng nó lại có thể khiến những người xung quanh mình bị tổn thương. Dương thần không cam tâm để chuyện đó xảy ra, bởi vậy mà học được hai chữ, nhẫn nhịn, tất nhiên là sự nhẫn nại của con người cũng chỉ có giới hạn thôi khi bước vào trong biệt thự quả nhiên hắn thấy vú vương đang ngồi lau nước mắt trên sàn nhà thấy dương thần bước vào vú vương đứng dậy nắm chặt tay dương thần cậu à cậu có sao không nhìn thấy những giọt nước mắt lo lắng của vú vương dương thần bỗng cảm thấy ấm lòng tôi đương nhiên là không sao rồi đã khiến vú phải lo lắng rồi cho tôi xin lỗi nhé cậu đừng nói như thế rõ ràng là thái độ của những kẻ đó không tốt có chuyện gì mà không bàn bạc được chứ xem ra bọn chúng thuộc loại có chức có quyền rất có uy lực vú yên tâm nếu như bọn chúng lại đến thì vú đừng có làm gì cứ gọi thẳng điện thoại cho tôi chúng không dám làm gì đâu dương thần nói như đinh cóng cột vú vương khẽ cười rồi lại thở dài thật ra tôi có chịu chút oan ức cũng không sao nhưng chỉ lo cho cậu thôi cậu à có phải là cậu chót chọc giận nhân vật tai tiếng nào rồi không nhìn họ có vẻ là người làm trong nhà nước khi lão phu nhân của chúng ta ở nhà đã nói dân không đấu lại được với quan dân đen sao dám chống lại quan chứ nếu có thật là cậu có chuyện gì phiền phức thì có thể nói với tiểu thư tiểu thư cũng có quen biết với một số quan chức cấp cao biết đâu còn giúp được chút ít dương thần lắc đầu tôi không chọc giận ai cả tôi cũng không biết họ đến đây làm gì chuyện này vú không được nói với nhược khê để tôi tự giải quyết là được rồi thấy dương thần không muốn nói nhiều Vũ Vương vào bếp chuẩn bị bữa tối, cuộc sống vẫn phải trải qua theo lẽ thường như nó vốn phải như thế. Dương thần bước vài bước trong đại sảnh, suy nghĩ một hồi, cuối cùng bấm số điện thoại, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Trương Hồ vẫn giọng thô kịch như mọi khi cất tiếng, Dương tiên sinh, hiếm khi thấy anh gọi điện thoại cho tôi đấy. Ha ha, Dương thần chẳng còn tâm trí để nói đùa, nói luôn, Trương Hồ, lần này có việc cần nhờ anh giúp, tôi cần mấy anh em có bản lĩnh một chút giúp tôi âm thầm bảo vệ một nơi và một người. Ở đầu kia điện thoại Trương Hồ đột nhiên trưởng lại, trần trừ một lát rồi nói với Dương Thần, anh Dương, có tiểu thư Sắc Vi muốn nói chuyện với anh. Sắc Vi, cô ấy ở chỗ anh sao? Dương Thần ngạc nhiên, liền cười khổ, vốn định cố ý giấu Sắc Vi nên mới gọi cho Dương Hồ mượn người, ngờ đâu nòng súng lại chĩa đúng họng rồi, giọng của Sắc Vi vẫn thật ngọt ngào, cho dù Dương Thần không nhìn thấy mặt cô. Nhưng cũng vẫn có thể tưởng tượng được sắc vi lúc này đã nắm được điểm yếu của đối phương nên đang mỉm cười đắc thắng. Chồng ơi, cần người sao không hỏi thằng em đây này, sao lại muốn hỏi trương hồ thế hả? Lời nói của sắc vi thẳng thắn khiến Dương Thần á khẩu, giọng nói có chút tâm trạng, là anh sợ khiến sắc vi của anh bận rộn cưng ạ. À? Nghe nói mấy ngày hôm nay em đều phải đối phó với hội Tây Minh nên anh nghĩ chút việc nhỏ này không cần làm phiền đến em thôi mà, không thể nói như thế được chỉ cần là việc của chồng thì cho dù có bận đến đâu em cũng phải đích thân làm chứ nói đi anh cần người làm gì nào sắc vi dí dỏm hỏi dương thần biết rõ sự tinh tế của cô gái này chắc chắn là không thể giấu được cô ấy cũng đành nói dạo này anh gặp phải một vài điều phiền phức quấy dày hôm nay còn đến thẳng chỗ anh ở anh nghĩ không biết em có thể cho vài người nhanh nhẹn một chút đến bảo vệ ở xung quanh nhà anh được không đương nhiên không thể khiến người trong nhà bị thương quan trọng nhất lúc này là phải thật nhanh có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào ồ là chỗ anh và chị cả ở đấy hả trước đây anh không chịu nói cho em biết rốt cuộc là ở đâu chứ dương thần cho rằng việc này không thể tùy tiện nói ra nhưng lúc này đây cũng chẳng còn cách nào khác có lẽ sau này rồi cũng sẽ biết nên cứ nói thẳng ra sắc vi nghe xong thì cười khanh khách nói có thể ở trong long cảnh huyền thì đều là những nhà quyền quý hàng đầu ở Trung Hải. Chồng nói như thế khiến tình nhân như em thấy có chút áp lực. Thôi được rồi, em không cần phải chế giễu như thế đâu. Sau này có cơ hội thì sẽ để hai người gặp mặt. Nhưng bây giờ thì không được. Anh sợ đêm nay người ta sẽ cắt điện. Dương thần bất đắc dĩ nói lại không được gặp mặt. Mất mặt quá, sắc vi lắc đầu. Em muốn gặp thì sẽ đi gặp. Đây là chuyện của phụ nữ. Đàn ông không được tham gia. Dương thần lo lắng nói. Sắc Vi, cưng ơi, em sẽ không dùng luật giang hồ chứ. Sắc Vi cười ha ha, không chút dè dặt, nghĩ đến việc người ở đầu dây bên kia đang run rẩy. Chồng ơi anh thật biết đùa, em nào dám chứ, nhiều lắm em cũng chỉ dám xin một chút không gian nhỏ bé ở ngôi nhà rộng thanh thang ấy thôi. Lấy lòng còn không kịp ý chứ, thật sự phải ra tay thôi, không để cho chồng được nghỉ ngơi rồi. Dương thần cười bối rối, sau khi bàn bạc xong với sắc vi về việc bảo vệ vũ vương hắn đồng ý hai ngày nữa sẽ qua rốt để thăm cô ấy rồi cúp điện thoại về bệnh viện dương thần không lo lắng hơn nữa không nhắc đến việc những người đó có biết mối quan hệ của mình và lâm nhược khê hay không cứ cho là biết chắc cũng sẽ không dám làm bừa lâm nhược khê là một nữ doanh nhân nổi tiếng có liên lạc với các bộ ngành chính phủ thì không thể chỉ là một người ra tay mà đơn giản không suy nghĩ sắp đến buổi trưa ngày tiếp theo tại nhà ga phía tây của trung hải tiếng còi tàu vang lên chiếc tàu cũ kỹ trầm chậm, chậm tiến vào sân ga trên ban công vẻ mặt ung dung của dương thần và nét mặt nôn nao của trần bác tạo thành một cặp đối lập hoàn hảo dương thần đang hút thuốc hai mắt lim dim như đang buồn ngủ ngồi trên ghế gỗ hỏi trần bác đang ngồi bên cạnh anh nói là chuyến này nếu tôi nhớ không nhầm không sai tôi tuyệt đối không thể nhớ nhầm được trần bác rất phấn chấn đây là lần đầu tiên em gái tôi đi xa lần này đến trung hải khiến cả nhà tôi đều lo lắng sao tôi có thể nhớ nhầm được chứ em gái anh học đại học ở tỉnh tứ xuyên luôn à trần bác đáp bằng giọng có chút buồn bã trước đây nó cũng thi đỗ trường đại học luật ở bắc kinh nhưng nghĩ đến việc phải chăm sóc cha mẹ nó đành chọn trường đại học ở tỉnh nhưng năm nào cũng có học bổng thành tích cũng rất tốt hai anh em nhà anh đều học giỏi thật đấy dương thần cười nói không giống tôi chưa từng học hành bao giờ trần bác nghi ngờ nói dương thần không phải là anh tốt nghiệp đại học Harvard hay sao? Sao lại bảo chưa từng đi học, Dương Thần cười ngượng ngùng, cũng không giải thích, cũng không thể nói ra rằng là do bà hiệu trưởng trường Harvard muốn lấy lòng mình mà cấp cho cái bằng tốt nghiệp đó, có lấy một xe cũng được, một lúc sau, tất cả các toa tàu đều mở ra. Hành khách đều lục tục mang túi lớn túi nhỏ hành lý xuống tầng, nhìn xung quanh rồi bắt đầu ra khỏi ga. Trần Bác không thôi ngóng cổ tìm kiếm bóng dáng em gái, không thể không lo lắng khi mọi người đã đi gần hết mới bỗng nhiên bật cười, như thể vừa chút được gánh nặng nói, cuối cùng cũng đến rồi, anh ơi, một giọng nói trong trẻo mang cả niềm vui tự tận đáy lòng vang lên từ phía một toa tàu cách đó không xa, dương thần đứng dậy, quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc tết bím, sợi tóc hơi lòa xòa, mặc chiếc áo may mỏng màu vàng, chiếc quần bằng vải đay rộng thùng thình, tay sách một chiếc túi du lịch cũ kỹ đang chạy đến, khi đến gần mới thấy cô gái gầy nhom giống hệt như trần bác nước da cũng trắng như tuyết nét mặt tinh tế vì trời nóng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lấm tấm mồ hôi nụ cười hồn nhiên ngây thơ các cô gái thành phố phần lớn đều không có được vẻ trong sáng tự nhiên như cô bé này vẻ đẹp khiến mắt người ta sáng ngời trần bác ôm em gái thật chặt rồi lại ân cần hỏi han mọi chuyện trên đường đi chuyện gia đình phải chừng khoảng gần nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại đột nhiên nhớ ra có dương thần đang ở bên cạnh Trần Bác bối rối cười nói, xin lỗi anh, tôi xúc động quá, hơn một năm rồi không được gặp em gái, hai anh em anh giống nhau lắm, có lẽ nào là song sinh không? Dương thần cảm thấy nếu Trần Bác là con gái, thì chắc chắn họ sẽ là hai đóa hoa tỉ muội khiến sao xuyến lòng người. Trần Bác cưng chiều xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái, nói có phần tự hào, bạn bè họ hàng đều nói như thế, nhưng tôi sinh sớm hơn mấy năm dù vậy anh em tôi còn thân thiết hơn cả song sinh anh vị này là ai ạ à? cô gái nhìn dương thần có phần sợ hãi cảnh giác hỏi trần bác vội giới thiệu đây là đồng nghiệp cũng là bạn của anh dương thần anh dương thần chào anh dương thần em tên là trần dung trần dung đỏ mặt không biết là do vì chạy hay do thẹn thùng đừng lo lắng hôm nay anh làm tài xế cho em anh là bạn của anh trai em mà không phải là cấp trên đâu em cứ làm vẻ kính trọng như thế anh không có lì xì, cũng chẳng phát tiền lương cho anh trai em đâu." Dương Thần mỉm cười, Trần Dung bật cười. Anh Dương Thần đến đón như thế này em rất cảm kích. Vẻ hài hước của Dương Thần cũng khiến cô bé thoải mái hơn. Ba người vừa cười vừa nói, chậm chậm ra khỏi sân ga, mới đi một đoạn, ánh mắt Dương Thần bỗng liếc về phía ban công phía xa, có một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, một mình, mặc chiếc váy màu xanh lam, phong thái tao nhã. Hơn nữa người phụ nữ ấy không phải ai khác mà chính là cấp trên của mình, Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni dường như không nhìn thấy mấy người dương thần, có vẻ như vẫn đang chờ đợi một ai đó. Tâm trạng nặng nề, lúc này còn phải đưa anh em Trần Bác về. Dương thần cũng không định chỉ lên chào hỏi, nhìn một lát rồi thôi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, vào trong xe. Trần Dung nhìn mọi thứ trong xe có chút rụt rè, lại có phần hiếu kỳ nhưng cũng không dám nghịch ngợm linh tinh, nhưng chỉ một lát sau. Trần Dung cũng không quan tâm đến mấy đồ vật kỳ lạ ấy nữa. Ngồi ghế cứng tàu hỏa đã mệt lắm rồi, lại phải lặn lội đường xa như thế. Trần Dung thấy mi mắt cứ híp lại, vài phút sau đã tựa lưng trên ghế sau ngủ ngon lành. Dương thần nhìn thấy từ kính chiếu hậu, khẽ nói với Trần Bác, em gái anh đến Trung Hải làm thì định tìm việc gì. Trần Bác chiều mến nhìn Trần Dung đang ngủ trên ghế sau, cười khổ nói, từ từ tìm thôi tôi cũng đang kiếm chỗ làm, bây giờ việc làm không đòi hỏi bằng cấp càng ngày càng ít. Tôi không muốn tiểu dung làm ở những chỗ như tôi làm. Tôi muốn tìm cho nó chỗ nào an toàn và sạch sẽ hơn. Dương thần nghĩ một lát rồi nói, tôi có một nơi có thể giới thiệu cho em gái anh, lương sẽ không cao lắm, nhưng tuyệt đối an toàn, anh xem xem thế nào. mươi 83, lần đầu tiên của người ta mà. Chỗ mà Dương Thần giới thiệu cho Trần Bác chính là quán rượu Rose của Sắc Vi quán rượu này thuộc tầm trung, không phải vì Sắc Vi không muốn mở rộng mà vào quán là do mẹ của Sắc Vi để lại, vì thế theo như ý bà thì cứ để quán như thế còn ý nghĩa hơn nhiều so với việc biến quán thành trốn kinh doanh. Sau khi sắp xếp hành lý của Trần Dung vào căn phòng trọ nhỏ bé của Trần Bắc xong xuôi, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản tại một quán ăn nhỏ rồi nhanh chóng tới quán Rose, ban ngày quán rất yên ắng, ngoài nhân viên phục vụ ra thì hầu như không có khách như vậy cũng thích hợp để dương thần dẫn hai anh em họ tới sau khi nhận ra đây là một quán rượu trần bác có chút lo lắng hỏi dương thần con phố này buổi tối rất phức tạp tôi thấy hơi lo lắng tôi đã nghĩ giúp anh việc này rồi tôi và chủ quán ở đây rất thân thiết hoàn toàn có thể nhờ người đưa tiểu dung về nhà vào buổi tối trần bác không hỏi thêm nhiều nữa sau khi bước vào quán rượu nhìn xung quanh thấy quán sắp xếp bài trí rất trang nhã lịch sự liền gật đầu. Quán rượu kiểu này nhìn có vẻ khá đàng hoàng. Tiểu triệu một nhân viên phục vụ của quán thấy Dương Thần đi vào thì lập tức lấy lại tinh thần, khẽ cười hỏi, anh Dương sao hôm nay lại rảnh rỗi ban ngày đến đây thế này? Lại còn dẫn cả bạn đến nữa, Dương Thần chào mấy người phục vụ trong quán, nói, sắc vi có ở quán không? Tôi giới thiệu cho cô ấy một nhân viên mới đây, cô chủ vừa mới ngủ chưa dậy, tôi đi gọi cô ấy đến nhé tiểu triệu vui vẻ nói xong thì chạy vào phía trong sắc vi chọn ở tận trong cùng là không muốn cho ai biết bởi vậy dương thần quyết định ở ngoài đợi cô ấy cùng với hai anh em trần bác lát sau sắc vi mặc một chiếc váy dài màu trắng ánh kim bước ra nhẹ nhàng khuôn mặt trái xoan không trang điểm còn đang mơ màng với thân hình thướt tha gợi cảm và vẻ đẹp chín mùi thật là một cô gái kiêu xa kiều diễm trần bác và trần dung đều ngơ ngẩn nhìn sắc vi đang mỉm cười tiến lại họ chẳng thể tin chủ nhân của quán rượu lại là một cô gái trẻ xinh đẹp như này. Dương thần, anh giới thiệu cho em nhân viên nào mới thế? Có người ngoài, sắc vi tinh ý gọi thẳng tên của Dương thần, dáng vẻ đoan trang từ tốn. Dương thần chỉ về phía Trần Dung, đây là bạn anh và em gái của anh ấy, vừa mới từ tứ xuyên lên, nhà có xảy ra chút chuyện, nên phải bỏ trường đại học đến Trung Hải làm thêm kiếm tiền trả nợ. Anh nghĩ chỗ này khá tốt, có thể làm ở đây thì cũng sẽ yên tâm hơn sắc vi nhanh chóng hiểu được ý định của dương thần bắt đầu đánh giá trần dung cẩn thận trần dung thấy sắc vi đang mỉm cười ngắm mình bằng đôi mắt đầy ẩn ý thì không khỏi đỏ mặt tim đập thình thịch cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt sắc vi em tên gì sắc vi cúi người thân mật hỏi han giống như chị gái đang hỏi em mình vậy trần dung là chữ dung trong liên dung hoa sen ạ à, trần dung khẽ đáp lời sắc vi khẽ cười đừng căng thẳng cứ nghe chị nói này mặc dù em là người do anh dương thần giới thiệu nhưng chị cũng vẫn phải dạy em làm từ những việc đơn giản nhất bưng bê quét dọn vệ sinh làm mấy việc này vừa mệt lại bẩn nếu khách tức giận có khi em còn bị mắng nữa em có chịu được không em chịu được à ở nhà em chăm sóc cha mẹ những việc đó em đều làm cả rồi em cũng đã từng làm thêm ở mấy nhà hàng ăn nhanh ngoại quốc nữa trần dung đáp vội sắc vi cười đầy hàm ý giơ tay xoa xoa hai má trần dung vậy sau này em cứ làm ở đây chị sẽ bảo mấy người tiểu triệu giúp đỡ dạy bảo em nếu có gì khó khăn thì cứ nói với chị đừng khách sáo chị sẽ không để nhân viên của mình phải chị ức hiếp đâu vâng ạ à, mắt trần dung long lanh nước mỉm cười hồn nhiên sau khi tiểu triệu đưa trần dung đi làm thủ tục hợp đồng họ trao đổi vài việc trần bác vốn không dám mở miệng trước mặt sắc vi đột nhiên cất tiếng cảm ơn cô tôi biết Dương Thần là một người tốt, cô là bạn của Dương Thần, tôi nhờ cô và mọi người giúp đỡ chăm sóc con bé. Nói xong Trần Bác cúi dạp người xuống, sắc vi giờ khóc giờ cười đỡ anh ta dậy, nói, em gái anh trong sáng như nước suối khiến người ta phải cảm động, xã hội bây giờ rất hiếm. Nói thật, tôi đang thiếu một cô gái giống như cô bé làm trợ lý, nếu như em gái anh đồng ý thực lòng tôi rất muốn để cô ấy bên cạnh mình, dạy cô ấy một vài việc chỉ sợ anh trai cô ấy không đồng ý thôi." Nghe xong câu này, trong lòng Dương Thần thấy ngạc nhiên, nhìn Sắc Vi bằng ánh mắt kỳ lạ, không ngờ là Sắc Vi có ý định thu nhận đồ đệ, chẳng trách ban nãy ánh mắt cô nhìn Trần Dung có chút phức tạp. Vừa mới nghĩ đến việc cô gái trong sáng Trần Dung bị tỉ tỉ hấp ám chỉ bảo là Dương Thần chỉ muốn bật cười, Trần Bác làm sao biết được thân phận thật của Sắc Vi là nữ vương của thế giới ngầm ở Trung Hải cho rằng lời của sắc vi là do sự nghiệp kinh doanh mà muốn mang theo trần dung sao có thể không vui mừng vội nói chỉ cần tiểu dung đồng ý tôi là anh trai nó cũng sẽ thuận theo cô sắc vi không đời nào lại làm hại chúng tôi tôi yên tâm lắm anh tin tưởng dương thần và tôi đến như vậy sao sắc vi cười lạ lùng hỏi lại trần bác gật đầu thành thật tôi tin tôi vừa nghèo lại vừa vô dụng dương thần vẫn quan tâm đến tôi giúp đỡ tôi không giống người khác vẫn khinh thường tôi tôi mà không tin anh ấy thì tôi chẳng bằng loài súc vật cô chủ sắc vi là bạn của dương thần người xưa đã từng nói như tầm nghiêu mã tầm mã dương thần là người vô cùng tốt vậy cô sắc vi bả của dương thần đương nhiên cũng là người đáng tin cậy rồi sắc vi không kìm nổi liền phi cười anh dễ thương hơn dương thần đấy lời nói cũng rõ ràng rành mạch anh đã nói như thế đấy nhé tôi sẽ mặc định là anh đã đồng ý cho tôi mang trần dung theo sau này đừng có nói là do tôi tự quyết đấy nhé trần bác cười đỏ mặt không sẽ không thế đâu tôi nói câu này cô sắc vi đừng để ý nhé ngoại trừ chủ tịch công ty tôi thì cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy người như cô sao có thể làm điều gì có lỗi với mấy kẻ tiểu tốt như chúng tôi chứ ha ha chủ tịch công ty anh ư đôi mắt diễm lệ của sắc vi lóe lên nhìn dương thần bằng ánh mắt đầy ẩn ý vậy chắc là đẹp như tiên nhỉ chán dương thần lấm tấm mồ hôi, không dám nhìn thẳng mặt sắc vi, Trần Bác nào biết nội tình, nói với vẻ có phần sùng kính, đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy đã ngẩn ngơ, cũng giống như hôm nay nhìn thấy cô sắc vi vậy, nhưng người trong công ty tôi đều rất kính trọng cô ấy, rất nhiều người coi cô ấy là thần tượng, sắc vi cười nhạt gật đầu, nói vài câu với Trần Bác về chuyện gia đình, rồi nói với dương thần, dương thần. Em có chuyện muốn nói riêng với anh, tối nay anh có rảnh không? Dương thần thấy rõ vẻ mặt sắc vi có nghĩa, anh không đến là chết chắc đấy. Cứng đơ người nói, rảnh, anh nhất định sẽ đến, ha ha. Khi giải quyết xong việc của Trần Dung, Dương thần vui vẻ chờ hai anh em về phòng trọ. Trần bác nhanh chóng sắp xếp chỗ cho em gái, cũng không đi làm nữa, một mình Dương thần không có việc gì. Sắc vi hẹn buổi tối, đi đến bệnh viện thăm nhược khê thì sợ gặp người khác lý tinh tinh thì chắc là giờ này đang ở trường nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có đến công ty chơi trò chơi thôi nhưng vừa định quay về quốc tế ngọc lôi thì điện thoại đổ chuông người gọi điện đến khiến dương thần chẳng hiểu là ai mãi sau mới nhíu mày nghĩ ra người đó chính là đường đường vừa mới nhắc điện thoại thì đầu bên kia đã nghe tiếng nói vui vẻ của đường đường chú ơi chú đang ở đâu đấy có chuyện gì sao dương thần thấy cứ hỏi rõ trước thì hơn con bé này phiền phức lắm đường đường nói dứt khoát hôm nay cháu thi xong rồi chiều nay được nghỉ nên muốn mời chú đi ăn cơm lần trước chú đã đồng ý rồi không được từ chối đâu đấy dương thần nghĩ lại chuyện đó xoa xoa bụng nói hôm nay chú không đói muộn một chút nhé không được chú là người lớn sao lại keo kiệt thế chứ cứ nhất định là mời chú ăn cơm thì chú mới đi cùng cháu hay sao cháu đang đứng một mình trên phố chán lắm này chú cùng cháu đi chơi đi hai tiếng sau rồi đi ăn cơm Đường đường cầu khẩn, cô bé nũng nịu khiến Dương Thần bối rối, lưỡng lự đề nghị, "Cháu về nhà đi, cha mẹ cháu lẽ nào cũng không quan tâm cháu hay sao? Hừ, họ với không có thời gian quan tâm đến cháu, chẳng có ai yêu thương cháu, họ ngày nào cũng bận suốt ý, thế bạn bè cháu đâu? Đều là một lũ trẻ con ngốc nghếch lắm." Đường, đường xem ra đã bắt đúng mạch Dương Thần, cứng rắn không bằng mềm mỏng thật, Dương Thần rất bực mình, tội nghiệp con bé cha mẹ không ai yêu thương, giống hệt lúc mình hồi nhỏ, cho dù được đi xe po sơ nhưng những tâm hồn non nớt vẫn rất cô đơn. Được rồi, thế cháu đang ở đâu để chú đến đón, dương thần cũng không có việc gì, đi cùng con bé cũng không sao. Mặc dù gặp mặt cũng chẳng có gì hay ho, ở ngã tư chỗ giao nhau của phố 4 và phố 13 nhé, chú mau mau đến đi, cháu mặc váy ngắn màu hồng nhạt, đường đường khanh khách cười cúp điện thoại, dương thần bất đắc dĩ thở dài đúng là nhóc con vắt mũi chưa sạch, lẩm bẩm một hồi, Dương Thần dùng sức nhấn ga xe, chưa đầy 15 phút, Dương Thần đã nhìn thấy đường đường mặc chiếc váy hồng đáng yêu, cô bé đội mũ che nắng, khuôn mặt xinh xắn hồn nhiên, thật khó mà tưởng tượng đứa con gái hư hỏng đêm trước mình gặp lại có cái dáng vẻ đáng yêu đến vậy, đợi đường đường lên xe rồi, Dương Thần không kìm nổi lời khen, cháu mặc thế này nhìn xinh lắm. xinh hơn cái đứa người không ra người quỷ không ra quỷ hôm trước nhiều đấy đường đường không bằng lòng bĩu môi như thế mới mốt nhưng chú chẳng hiểu gì cả cùng lắm thì cháu đóng vai em gái ngoan ngoãn ngây thơ trước mặt chú là được chứ gì với cháu thì có khác đấy dương thần lẩm bẩm hỏi đi đâu bây giờ dạp chiếu phim trung hải đi xem phim nhé đường đường thốt lên cháu đã sắp xếp trước đấy à dương thần thấy như mình bị trúng kế chắc không phải là tìm kế chọc tôi đấy chứ đường đường nghiến răng giận dỗi lôi từ trong cái túi màu xanh lá ra hai cuộn tròn màu trắng, trường phát vé xem phim, là phim nói về chủ nghĩa yêu nước. Cháu thấy không nên lãng phí, dù sao thì cũng không có việc gì làm thì đi xem thôi. Chú thấy việc này có hại cho chú lắm sao, phim này hay, Dương Thần nhìn thấy hình ảnh chiến sĩ giải phóng dân tộc in trên vé. Cười bảo, chú thích xem các phim có liên quan đến lịch sử hoa hạ. Tại sao? Đường đường nghi ngờ hỏi vì chú không biết những câu chuyện đó. Dương thần nói thản nhiên, hiểu rõ về lịch sử nước mình thì mới yêu nước. Cách làm như trường cháu là đúng đấy, đường đường lại biểu môi, đều là lời sáo rỗng. Hơn nữa vé xem phim mỗi đứa một đôi, nhưng cả lớp chỉ có mình cháu lẻ loi đi xem thôi. Lại còn có một ông chú đáng ghét nữa, cùng lắm thì lúc ngồi xem cũng ta ngồi riêng ra. Cháu ngồi chỗ cháu, chú ngồi chỗ chú, Dương thần vừa nổ máy vừa nói. Không được, đường đường bỗng nhiên đỏ mặt, nhăn nhó xoa xoa tay dáng vẻ không hợp lắm so với tuổi của cô, khẽ nói, người ta lần đầu đi xem phim với con trai, sao lại ngồi riêng được, Dương Thần phanh gấp, suýt nữa đâm phải chiếc xe đằng trước. Chương 84, bát nhã, suốt dọc đường đi đến cửa dạp phim, đường đường giống như một chú chim nhỏ, cứ ôm chặt lấy một tay Dương Thần, dựa sát vào người hắn điệu bộ như một cô gái đang hạnh phúc lắm. "Cháu làm cái gì vậy hả, đóng giả bạn gái của chú, một nam một nữ đi vào như thế này mới dễ nhìn." nếu không thì sẽ bối rối lắm. Đường đường nói không chút giấu giếm, dương thần xoa xoa đầu, cháu cũng chẳng giống em gái, trẻ con mà đòi đóng giả người lớn. Cháu có bé đâu nào? Đường đường giàn dỗi thu tay, chú xem ngực cháu này, vừa nói đường đường vừa chỉ tay vào chỗ cổ áo mình, chiếc áo cổ tròn hơi ôm sát người, đường đường lấy tay định mở cổ áo ra. Cháu làm gì vậy? Dương thần vội giữa tay đường đường, giữa đường giữa chợ đông người như thế này cháu mở cổ áo ra để làm gì? Cho chú xem đường cong của bản tiểu thư, đường đường đắc y nói. Dù bây giờ vẫn chưa đến cỡ C, nhưng hai năm sau thì sẽ lớn hơn. Ít nhất là sẽ được cỡ D. Chú cứ so của cháu với của mấy bà vừa sinh em bé thì thật không công bằng. Chú phải so của cháu với những cô gái khác đang đi trên phố kia. Xem có của ai to bằng cháu không? Mặt dương thần sám lại, con bé hư hỏng đột nhiên trở thành cô bé ngoan hiền. Thật khó mà chấp nhận điều đó hắng giọng không được xem thường những người phụ nữ đã hoàn thành thiên chức làm mẹ họ có đóng góp rất lớn trong việc tạo ra thế hệ tương lai cho nhân loại không phải là tại đàn ông các người gây ra hay sao còn giả vờ cao thượng gì chứ đường đường bĩu môi thôi dương thần cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị thua thiệt nên nói chúng ta vẫn đi xem phim chứ không có cách nào biến cô bé này trở thành em gái rồi sau khi túm con bé như túm con cún vào rạp dương thần đã hiểu nhìn những đôi nam nữ thanh niên xung quanh, còn có những người tầm chu ung niên dắt nhau đi xem phim, lại thấy mình và đường đường cũng khá đẹp đôi, tính cách đường đường vẫn như một đứa trẻ. Cô bé mua một hộp bỏng ngô, còn mua cho Dương Thần và mình coca và nước chanh rồi mới đi vào trong, thời gian chiếu bóng có hơi lâu. Trên màn bạc là cảnh bộ đội nhân dân anh dũng quả cảm giết địch, Dương Thần không kìm nổi liền hỏi, phim này sao lại không chiếu vì sao họ giết người nhỉ, không có bối cảnh lịch sử à. Chú nghĩ là gì? Phim về chủ nghĩa yêu nước đều như thế này hết. Như thế là để nói với ta rằng xây dựng khó vậy đấy, có bao nhiêu người chết đi. Những cái khác nếu chú muốn biết thì xem sách lịch sử ý, nhưng thế này thì giả quá. Đạn bay như ong vỡ tổ, người tại sao còn có thể đứng đó mà nói nhiều như vậy? Dương Thần giờ khóc giờ cười nói, đường đường nhìn hắn như nhìn kẻ có bệnh. "Chú ơi, chắc là chú chưa bao giờ xem thể loại phim này trước đây hả? Hơn nửa năm trước chú mới về nước." đúng là chưa từng xem bao giờ, Dương Thần thật thà nói, đường đường ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới, thật sao? Chú ở nước ngoài về thật sao? Nhìn không ra đấy, cháu còn tưởng chú là hộ nhà giàu mới nổi ở vùng núi mới ra chứ, Dương Thần không thèm để ý nói, tùy thôi, dù chú không phai là nhà giàu mới nổi. Nhưng gọi người khác là nhà giàu mới nổi thì chính là mình đang ghen tị với người ta mà thôi. Cháu thấy đúng không? Hừ, miệng lưỡi ba hoa nhưng đúng là có lý, xem xong một bộ phim, đường đường đã dựa vào vai Dương Thần ngủ ngon lành, Dương Thần bất đắc dĩ đành phải lay cô dậy, đường đường lúc này mới mơ màng tỉnh dậy, lau nước miếng còn dính bên mép, cười ngây ngô, thật ra cô bé này có lúc rất đáng yêu, Dương Thần nghĩ vậy, ra khỏi phòng chiếu, đường đường ban nãy uống đầy một bụng nước ngọt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, mấy chục phút sau mới chạy ra, Dương Thần cũng chỉ biết mỉm cười. Khi hai người ra khỏi dạp, những bóng đèn neon đầu đường đã sáng trưng đủ màu sắc, trong ánh đèn huyền ảo, người qua người lại tấp nập, cuộc sống về đêm của thành phố đang bắt đầu, ngoài trời hơi lạnh, gió vù vù khiến đường đường khẽ rùng mình. Cô bé nắm chặt tay áo dương thần, chú ơi, đi nhanh lên đi, chúng ta đi ăn lẩu, hôm nay trời lạnh thật, dương thần cũng cảm nhận được mùa thu đang về, đồng ý gật đầu, đúng lúc này, có bóng hai người đàn ông mặc âu phục chạy về phía dạp chiếu phim, cúi chào đường đường tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, mời theo chúng tôi về, một người trong số họ lễ phép nói, đường đường cau mày, các người là do cha cử đến sao? Đúng vậy, lão gia đang đợi tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi, đường đường bối rối nhìn dương thần, chú à, không sao, chú tiễn cháu, lát nữa chú về nhà ăn cơm cũng được, dương thần nói với hai người đàn ông, dẫn đường, hai người đàn ông nhìn nhau, rồi làm tư thế mời. Đường đường hiếu kỳ nhìn Dương Thần rồi vui vẻ gật đầu, hai người đàn ông một trước một sau, đường đường ôm tay Dương Thần, đi về phía một ngõ nhỏ hiu hắt ánh đèn phía sau dạp chiếu phim, ánh sáng trong ngõ ảm đạm, gió thổi vào con ngõ nhỏ vù vù khiến đường đường không khỏi giận dữ nói, các anh dẫn đường kiểu gì thế, làm gì mà đi vào cây ngõ bé xíu thế này, người đàn ông đi đằng trước bỗng dừng bước, nét mặt không cảm xúc quay người lại. Khuôn mặt của họ trong ngõ nhỏ trở nên trắng bạch, đôi mắt bình thản nhìn hai người chằm chằm người đàn ông phía sau cũng dừng bước nhìn hai người không chớp mắt ngõ sâu hun hút lúc này xung quanh không có lấy một bóng người vắng lặng tĩnh mịch đường đường ngạc nhiên dáng vẻ hoang mang không hiểu xảy ra chuyện gì đường đường dương thần nhẹ nhàng hỏi cháu có nhận ra hai người này không không ạ à? đường đường đáp nhưng bên cạnh bố cháu có rất nhiều người như thế này nên không nhận ra cũng là điều bình thường có thể mà dương thần mỉm cười nói vậy mà cháu đi theo họ về Cháu có giống đồ mốc đông, vậy phải làm sao bây giờ? Đường đường bĩu môi, sao lại dừng lại? Đi thôi." Vừa dứt lời, hai gã đang đứng yên bỗng động thủ, toàn thân như công tên nhắm vào Dương Thần. Dương Thần thản nhiên né sang một bên, mũi chân chạm đất, toàn thân bay lên, mượn lực của tường ngõ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng kẹp của hai người đàn ông, nhưng vẫn chưa hết đòn, hai gã áo đen vòng người chuyển hướng định đánh úp Dương Thần. Dương Thần di chuyển trên không, mũi am khí của hai gã xẹt qua hai bên nhưng không đợi mũi tên rơi xuống đất hai tên lại tiếp tục ra đòn trên tay đột nhiên xuất hiện hai con dao găm sắc lạnh đột ngột đâm vào thắt lưng dương thần hai chân dương thần lấy phản trọng lực để tạo lực tung cú đá hất văng hai lưỡi dao găm cùng lúc đó hai tên kia lại bắn ra bốn vật gì đó trông như tia chớp lóe lên dương thần không dám lơi lỏng đã có sự phòng bị tiến về phía trước nhảy lên một bước để cơ thể cân bằng mới tránh được đòn của bọn chúng. Kiếm trong tay, dương thần hạ xuống rồi mới cười hiểm nói, nhìn lối ra đòn này có vẻ như là thuộc cấp thượng đẳng rồi. Các người thuộc tổ chức nào vậy? Hai tên không biết đã lùi xuống tự bao giờ, lúc này mới nhìn lại chúng, toàn thân đều là một màu đen, bên hông dắt hai lưỡi lê ngắn, chỉ lộ hai con mắt bén ngót như dao găm đang chừng chừng nhìn dương thần. Đường đường gặp phải sự cố đột ngột nên vô cùng kinh hãi, gương mặt tái nhợt sau khi vội chạy lại sau lưng dương thần một tay ôm chặt lấy lưng hắn run lên bần bật bọn bọn chúng là ai dương thần không quay đầu lại đáp đừng sợ họ không làm hại cháu được đâu tất nhiên không sợ rồi giọng của đường đường vang lên từ phía sau nhiệt độ giảm xuống đột ngột một âm thanh trầm ấm ngọt ngào lại cất lên minh vương quan tâm một chút đến bản thân anh đi dương thần di chuyển một chút lùi ba bước hướng về phía đường đường hai người hướng mắt nhìn nhau chỉ thấy đường đường còn hoảng sợ khi nãy vụt trở nên vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, những tia sáng lóe lên trong mắt, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi phun nọc độc. Ai ra, thật không thể đỡ nổi, dương thần không kìm được thốt lên câu nói như trong một tiểu phẩm, cười khổ nói, cháu làm gì với chú vậy hả, đường, đường, khanh khách cười đáp, không có gì, chỉ là một loại độc tố vô trị gia truyền đặc biệt thôi, sau khi thấm vào da thì sẽ truyền khắp cơ thể trong vòng 5 phút, có thể làm mất năng lực cảm ứng thần kinh, nói giống như, tạm thời trở thành phế nhân. Đường đường, vừa mới nói xong dương thần đã thấy toàn thân mềm nhũn dần dần hai chân không còn đứng vững ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha hai người phụ nữ không nhịn nổi cười lớn, xem ra ý kiến của thủ lĩnh quả không tồi. Minh vương hữu danh vô thực, cũng chẳng có gì khó đối phó cả. Dương thần ngẩng đầu cười yếu ớt, thuật dịch dung thi độc và thủ đoạn hạ độc của ngươi quả nhiên rất cao tay chắc là cấp thượng đẳng đạt đến trình độ siêu đẳng của ninja rồi đúng thế thì sao nào kẻ mạo danh đường đường đi đến trước mặt dương thần quỳ xuống chỉ một ngón tay vào dương thần nói bằng giọng ngọt ngào minh vương các hạ ngươi nhìn ra thân phận thật của ta có phải là đã quá muộn rồi không dương thần lắc đầu không muộn hiện nay trong số các ninja nhật bản đạt tới trình độ ninja lại am hiểu thuật dịch dung thi độc chỉ có một mỹ nhân bậc nhất là bát nhã thật là vinh hạnh minh vương các hạ lai nhận ra tiểu nữ đây bát nha thấy bị lộ thân phận cũng không lo lắng cười khanh khách thản nhiên xé toạc quần áo để lộ bộ đồ ninja màu tím sẫm bó sát thân người thân hình bát nhã cực kỳ nóng bỏng bộ đồ ninja hầu như không giấu được bộ ngực nở nang lớn tới mức muốn được tùy ý bứt ra ngoài thắt đáy lưng ong cặp mông đồ sổ cặp đùi trắng bóc lộ ra ngoài khuôn mặt đẹp long lanh phơi phới sức xuân khiến người ta hồn siêu phách một trong ba ninja giỏi của hội bát kỳ quả nhiên lợi hại dương thần nhìn say sưa vào nữ ninja quen thuộc trước mắt không biết hai vị thiên cầu và hồ ly đã đến hoa hạ chưa ta trông đợi họ khá lâu rồi bác nhã ngấm ngầm khinh thường dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp mà mê mẩn thôi cười lạnh lùng đáp minh vương thật thành thơi đấy còn rảnh quan tâm xem hội bát nhã chúng tôi có bao nhiêu người cơ à? Hôm nay chúng tôi chẳng phải là đến nói chuyện phiếm với ngài. Xin Minh Vương các hạ đừng có quanh co. Dương thần vẻ mặt ngỡ ngàng nói. Vậy cô đến đây làm gì? Nụ cười tươi trên khuôn mặt bát nhã vụt tắt ngấm, giọng lạnh như băng, đá thần. Chúng ta muốn đá thần. mươi 85, Hoa Vũ, đá thần gì? Dương thần nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ đáng thương vô tội. Bát nhã đặt hai tay bắt chéo trên ngực, những đường cong bị ép chặt thu hút sự chú ý, thân hình mềm mại gập xuống rồi liền bật lên, một mùi hương ngây ngất, quyến rũ tỏa ra, không cần giả vờ giả vịt trước mặt ta, khuôn mặt bát nhã không chút biểu cảm nói, nhiều năm trước mi hầu như đã dùng sức mạnh của mình phá hủy hoàn toàn zero, tuy rằng xem ra sức mạnh của mi không như đồn thổi, hoặc có thể trước đây mi nhờ vả được sức mạnh nào đó, số đá thần mà zero có được trong lần tiêu diệt đó đều bị biến mất hết tất cả các thế lực đều đi săn tìm tung tích của Zero, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chỉ cần là người có đầu óc đều có thể hiểu ra rằng đá thần đã nằm hết trong tay Mi, cũng chỉ có Mi là kẻ hiểu rõ nhất về giá trị của đá thần. Bác nhã thấy Dương thần không có phản ứng gì, hư giọng nói, nếu như Mi ngoan ngoãn ở trong vương quốc của Mi thì có lẽ chúng ta còn có vài phần kiêng nề, nhưng nếu Mi đã cố tình kiếm chuyện trở về hoa hạ, hơn nữa còn bỏ qua các thủ hạ của ngươi. Vậy thì đừng trách chúng ta đã hành động như thế. Chúng ta không động thủ thì sớm muộn cũng có kẻ khác động thủ thôi. Chỉ là bọn họ vẫn kiêm nỉ mi, bao gồm cả đám người nước hoa hạ viêm hoàng thiết lữ vô tư trung thành kia. Chỉ có điều bọn chúng không nhìn xa trông rộng như bọn ta mà thôi. Minh Vương, cũng chẳng cần nghi ngờ chúng ta có đem mi thiêu dụi thành cho không. Trong mắt chúng ta chỉ có thiên hoàng của đế quốc Nhật Bản thôi. Ừ, Dương, thần vã vã và miệng nói, có thể ngươi không biết, nước hoa hả hiện nay không còn chế độ phong kiến nữa rồi. Người nhắc đến vương với hoàng gì gì đó là có người đến bắn bỏ đấy. Ai chứ, bát nhã nhíu mày cười bảo, mi cho rằng còn có ai có thể cứu ngươi sao, chưa dứt lời. Một trong hai tên ninja đột nhiên ngã ngửa. kẻ nào, bát nhã lập tức thủ thế, không hề hoang mang nghe ngóng xung quanh, tên còn lại cũng không vì đồng bọn ngã xuống mà nao núng, trong tay bật lên hai lưỡi dao sáng lóe cảnh giác nhìn xung quanh, đúng lúc này ở phía đầu hẻm nhỏ một bóng đen bay đến nhẹ nhàng, nhảy trên mấy tấm chắn mưa, phong thái duyên dáng giống như đang biểu diễn. Cẩn thận, nhìn thấy điều bất thường bát nhã lùi một bước, vừa mới nhắc nhở một câu cũng là đã muộn rồi. Vút, một âm thanh như tiếng gió lướt rất nhỏ để có thể nghe thấy, tên ninja còn lại cũng không kịp né tránh, trên đầu đột nhiên có một lỗ nhỏ, máu túa ra không ngừng. Tên ninja thượng đẳng không thể hiểu được ngã vật xuống đất trong hẻm chỉ còn lại một mình bát nhã bát nhã nhìn thứ bị bắn xuống dưới chân, là một loại ám khí nhỏ bé giống như cây đinh, sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đã hạ xuống mặt đất, nói, là hoa vũ của viêm hoàng thiết lữ sao, nhảy từ trên xuống là một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông đen bó sát và chiếc quần bò, đường cong đầy đặn mà không khoa trương, mái tóc dài bay phất phơ trong gió đêm nhẹ chạm vào khuôn mặt hờ hững, giống như một đóa hồng đen nở trong đêm tối đây không phải là nơi mà các ngươi nên đến, giọng nói của Hoa Vũ có chút huyền ảo, nhưng cảm xúc ẩn giấu trong đó lại rất rõ ràng. Cô rất phản cảm với người phụ nữ trước mặt mình, bát nhã định thần, cười khanh khách nói, không ngờ Minh Vương và Viêm Hoàng Thiết Lữ lại hợp tác, không ngờ lại phái Hoa Vũ một trong số đám bát bộ đến đây bảo vệ. Tin tức này nếu truyền ra ngoài không biết các bang hội ở quê nhà làm nhiệm vụ duy trì hòa bình bên ngoài ở các nước khác sẽ nghĩ như thế nào. Phải rồi, lẽ nào đá thần đã được giao vào tay nước hoa à? Thảo nào ngươi chỉ đạt được đến cấp ninja, không thể nào thăng cấp nữa, xem ra mức độ thông minh của ngươi cũng chỉ có hạn thôi. Dương thần đột nhiên đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên quần, nụ cười đầy ẩn ý. Nếu như ta cần sự giúp đỡ của cô ấy thì ta đã chết cách đây 10 năm rồi. Mi sao lại, khuôn mặt bát nhã cuối cùng cũng đã biến sắc, vẻ mặt ngạc nhiên cực độ, sao Mi có thể đứng dậy được? vẫn có thể đứng dậy được mà, vừa nãy là đùa chơi với cô thôi." Dương Thần lại nhìn sang phía Hoa Vũ đang im lặng, nói, "Hơn nữa nếu tôi không diễn màn kịch này, thì cô gái này không biết tới khi nào mới xuất đầu lộ diện, tôi không muốn lúc nào cũng có người bám đuôi." Bát Nhã giận dữ đỏ mặt, từ đầu mi đã biết ta đóng giả sao? Ban đầu ta chỉ nghi ngờ thôi, bởi vì khi ngươi từ nhà vệ sinh đi ra trên đầu lưỡi không có màu vàng của nước chanh. Đương nhiên ngươi có thể cho rằng khả năng quan sát của ta có chút biến thái, nhưng chẳng qua ta chỉ tình cờ nhìn thấy thôi." Dương Thần nói tiếp, sau đó ngươi lại bất ngờ đi theo hai người đàn ông lạ mặt, hơn nữa ta thấy trong mắt chúng có vẻ rất tôn kính ngươi chứ không mang vẻ gì là quan tâm thân thiết, chỉ có thể nói là khả năng diễn xuất của các người vẫn chưa đạt. Nên Mi vẫn tiếp tục lợi dụng ta, Bát Nhã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đòn dịch dung mà cô hiểu rõ nhất lại bị tên háo sắc này nhìn xuyên thấu, sai rồi, là hội bát kỳ các người tự tìm phiền phức đấy chứ, ta đâu có mời các người. Phải vậy không tiểu thư Hoa Vũ?" Dương Thần nháy mắt với Hoa Vũ, cô gái trẻ trung xinh đẹp này là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, là một thành viên của nhóm người bát bộ Bỉ Long gia thần bí, cũng không thể tưởng tượng nổi. Dương Thần cảm thấy gương mặt của cô gái này rất quen. Hoa Vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại, "Anh không bị trúng độc?" Dương thần lắc đầu, có, nhưng lượng chất độc chưa đủ, chưa thể hạ gục tôi. Bát nhã nhìn dương thần như nhìn một quái vật, nói một cách khó tin, không thể nào, loại độc này chỉ cần một tí là đã hạ được một con voi, mi, mi là đồ quái vật. Dương thần cười nhe răng, hiệp khách ngươi đoán đúng rồi đấy, tiếc là không thể tặng thêm điểm cho ngươi. Người tốt nhất là để ý tới mình một chút đi, hoa vũ giơ tay lên, trong tay nắm một khẩu súng lục ánh bạc. Bát nhã hiểu rõ, loại súng này không thể bắn đạn, nhưng có thể bắn ra thứ không kém hơn viên đạn, là một loại vũ khí sát thương vô thanh, là thứ mà giới sát thủ vẫn thường hay sử dụng. Nhưng từ lâu đã nghe nói, hoa vũ của nhóm bát bộ xuất thân từ đường môn, bởi vì kế thừa thuật, mãn thiên hoa vũ, nên có biệt hiệu là hoa vũ, am khí sát thương của cô. Ngoại trừ dùng súng thì có thể dùng bất cứ chỗ nào trên người, vốn chỉ là một hoa vũ mà bát nhã một trong ba cao thủ ninja thượng đẳng không việc gì lại phải sợ hãi có khả năng liều mạng nhưng phía sau cô ta còn có một tên nguy hiểm ngấm ngầm khó lường trước thái độ không rõ ràng bát nhã hiểu không thể tấn công muốn chạy thì chạy nhanh đi dương thần hiểu được suy nghĩ của bát nhã nói như thúc giục bát nhã nhìn hắn oán hận đứng đó mơ hồ cuối cùng giống như một làn khói nhanh chóng biến mất hoa vụ nhíu đôi lông mày thanh tú đôi mắt như sao lóe lên, khẩu súng chuyển sang tay trái, người xoay sang bên trái, hai ám khí hình đinh vọt ra. Vù, chỉ nhìn thấy hai mũi ám khí xẹt qua như một theo một quỹ đạo, không đâm vào vách tường xi măng, một vài mảnh vải rách màu tím sẫm bay phất phơ rồi rơi xuống đất, bát nhã biến mất hoàn toàn trong con ngõ nhỏ heo hút thuật biến thân, hoa vũ có chút không cam chịu thu súng về, chất vấn dương thần. Anh có khả năng giữ cô ta lại, sao lại không ra tay? dương thần nhún vai tôi mà ra tay khác nào nói tôi và các người là bạn anh là người hoa hạ sắc mặt hoa vũ lạnh lùng cô ta là kẻ địch của nước chúng ta bắt cô ấy thì càng có thêm nhiều địch dương thần nói đợi lần sau cô ta xuất hiện tôi chắc chắn sẽ ra tay nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ đồ đàn ông hèn nhát hoa vũ khinh thường nhìn dương thần xoay người bỏ đi dương thần cũng không giận dữ chỉ đang nghĩ đến một chuyện vội gọi lai like, đừng đi vội cô rất giống một nữ sĩ quan cảnh sát hai người có phải là chị em không nói thực lòng hắn chẳng để ý gì đến bát nhã nhưng chỉ thấy cô gái hoa vũ trước mặt thật sự rất giống thái nhiên hoa vũ bước đi một bước không quay đầu lại chỉ nói nhỏ đó là em gái tôi thì ra là thế dương thần cười hì hì gật đầu thì ra là hai chị em hắn lại hỏi vậy còn đường đường thì sao cô đã cứu con bé chưa cô bé an toàn rồi nhưng quần áo bị lột sạch sau khi tôi báo lại cho vệ sĩ của cô bé thì đưa cho quần áo rồi, bây giờ có lẽ người ta đang đón về đấy." Dương Thần hài lòng gật đầu. "Cô làm việc tốt lắm, xem ra để cô theo tôi cũng tốt đấy chứ. Nhiệm vụ của tôi thất bại rồi, sau này sẽ không đi theo anh nữa đâu. Xác mấy người này lát nữa sẽ có người xử lý, anh mau đi đi." Hoa Vũ nói xong thì bước nhanh khỏi con hẻm nhỏ. Chương 86: Thế này mới là anh đến cuối cùng vẫn như trước chỉ còn lại một mình dương thần quay trở lại đường lớn đường đường phải mời cơm để kết thúc đoạn cuối của vở kịch tuy nhiên nha đầu đó đã đủ đáng thương rồi đi nhà vệ sinh bị người ta giả mạo đánh cháo còn lột hết quần áo dương thần cũng không mong rất nhanh cô có thể nhớ đến việc mời mình ăn cơm ngẫm nghĩ một lúc cũng không có chỗ ăn cơm nhìn trời cũng không còn sớm liền đi ô tô tới quán rượu rose xem như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy khi đến quán rượu rose bên trong đã có không ít người đang uống rượu nói chuyện, gần đây quán thay đổi phong cách, trong đại sảnh vang lên giai điệu viêu lông của mô khách không nhiều nhưng bầu không khí xung quanh so với đến những quán rượu lung tung lộn xộn khác tốt hơn nhiều, khiến Dương Thần có chút bất ngờ là, Trần Dung trên người đang mặc bộ trang phục nhân viên phục vụ không ngờ đã đi là rồi, thiếu nữ sau khi tắm xong thuần khiết như một cây bách hợp, mặc lên người bộ trang phục trắng đen đan sen như vậy mất đi trạng thái mệt mỏi lúc đồng lộ ra sự trẻ trung hồng hào đặc biệt là gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút trẻ con trắng nõn như tuyết mịn màng như hoa nhìn thấy dương thần đi vào trần dung có chút thẹn thùng gọi một tiếng dương đại ca dương thần biết trần dung vẫn chưa quen trêu ghẹo nói nếu bọn tiểu trần ức hiếp cô hãy nói cho tôi biết tôi giúp cô đánh bọn họ mấy người tiểu trần nghe thấy câu này hô to kêu oan anh dương chúng tôi đâu dám đây chính là anh đề cử bà chủ tự mình chăm sóc chúng tôi nịnh bợ tiểu dung còn không kịp làm sao dám ức hiếp cô ấy trần dung nghe xong mỉm cười cảm động nói một tiếng cảm ơn sau đó liền chạy đến phía sau giúp đỡ nhìn bóng dáng trần dung dương thần cũng thoải mái cười cười rồi sau đó đi vào hành lang phía sau quán rượu cũng không biết sắc vi rốt cuộc muốn nói với mình cái gì nhưng ít nhất trước tiên cũng để mình ăn cơm rồi hãy nói Đi vào trong phòng ngủ lớn tràn ngập mùi thơm cơ thể mê người đó của Sắc Vi, không thấy bóng dáng cô đâu, lỗ tai nhạy bén của Dương Thần rất nhanh chú ý đến, trong toilet một bên gian phòng, vọng ra tiếng nước tí tách đang tắm, Dương Thần cảm thấy mình nên đi cẩn thận hỏi dò một chút, có phải cần giúp đỡ hay không, như lau chùi bộ phận nào đó ở phía dưới, hoặc là muốn mát xa trong nước không, cho dù là cần một khán giả xem dáng vẻ tắm rửa cũng được. Tóm lại, Dương Thần cảm thấy mình có rất nhiều lý do vào xem sắc vi tắm, chân tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thủy tinh ra, bên trong hơi nước mờ mịt, chiếc gương bị dính đầy hơi nước khúc xả tạo ánh sáng dịu nhẹ, khiến cả phòng tắm có vẻ mờ ám mà sáng bóng. Khi Dương Thần muốn tới gần phòng tắm, làm khó sắc vi để tiếp xúc thân mật, Dương Thần phát hiện sự việc có chút không đúng. Trong phòng tắm mờ ảo kia tuy rằng bọt nước văng khắp nơi, nhưng có vẻ như không có bóng dáng xinh đẹp kia của sắc vi bị trêu chọc, Dương Thần lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy sắc vi vẻ mặt cười tinh nghịch đang đứng đối diện cửa ra vào sát cửa sổ, bộ dạng đắc ý như một nhà siếc ảo thuật trêu đùa khi thành công, người phụ nữ này càng ngày càng không đáng yêu, Dương Thần căm giận nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh trên mặt, sau khi mở cửa phòng tắm, tắt vòi nước bên trong, nói sắc vi cục cưng. Anh cảm thấy không tắm vẫn nên tắt vòi nước là tốt hơn, tiết kiệm điện nước là thói quen tốt sắc vi rốt cuộc không nhịn được cười khanh khách nhưng ngả một trận mới miễn cưỡng cô nén cười nói lần này cuối cùng thắng anh rồi xem ra biện pháp đối phó anh tốt nhất chính là dùng biện pháp trêu đùa con sói háo sắc nói rồi anh đây là quan tâm vấn đề tiết kiệm điện nước dương thần đánh chết cũng không thừa nhận ngồi lên trên giường ngửa đầu nằm xuống quyết định truyền chủ đề nói anh vẫn chưa ăn cơm sắc vi cũng không nói ra sờ cằm ngẫm nghĩ một chút nói Muốn nếm thử tay nghề của em không? Em biết nấu cơm." Dương Thần có chút không tin, "Chị cả xã hội đen nấu cơm?" Sắc Vi lườm hắn một cái, đi đến trước mặt một bờ tường trắng trong phòng, hơi dùng lực đẩy, bức tường không ngờ là một cánh cửa gỗ che đậy rất tốt. Sau khi cửa gỗ mở rộng, bên trong xuất hiện một nhà bếp 7, 8 mét vuông, y hệt một gian bếp tinh xảo trong gia đình nhỏ. Dương Thần há hốc miệng, "Anh tại sao không biết có chỗ này?" Sắc Vi thầm oán hận nhìn hắn một cái. Mỗi lần anh đến chỉ làm chuyện xấu với em, đâu có quan tâm chuyện trong cuộc sống của em đâu? Dương Thần bị nói một hồi xấu hổ gượng gạo cười, mình hái được đóa hoa tươi kiều diễm này, nhưng ngày thường quả thực làm sao không để tâm chăm sóc. Sắc Vi cũng liền dừng lại, khôn ngoan lập tức hỏi, anh yêu, anh muốn ăn gì, tùy ý, đầy bụng là được. Dương Thần thật không có yêu cầu đặc biệt, tay nghề của Sắc Vi vẫn là có trình độ không ngờ lúc dương thần cầm được một đĩa cơm rang thịt bò điểm suyết rau mùi, ngay lập tức bắt đầu ăn uống vui vẻ, sắc vi còn bưng lên một bát canh cải bẻ trứng hoa, phối hợp như vậy mặc dù đơn giản, nhưng lại rất phù hợp dương thần kiểu người trời sinh khổ cực làm nhiều này. Sau khi ăn xong, sắc vi lại lấy ra tờ khăn ướt cẩn thận lau miệng, giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn hầu hạ chồng, bộ dạng chuyên tâm đó sắp khiến xương cốt dương thần yếu mềm rồi. Tiếp theo sắc vi lại đem bát đũa thu dọn sạch sẽ mang vào trong bếp rửa sạch dương thần thì mở tivi xem tin tức dường như giống một gia đình bình thường vợ chồng tan làm ở nhà hai người ăn ý ai cũng đều không nói gì làm xong tất cả mọi việc sắc vi đóng cửa nhà bếp thời gian một bữa cơm dường như chưa từng xảy ra chậm rãi sắc vi đi đến ngồi bên cạnh dương thần thân thể mềm mại tự nhiên mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trong suốt ngã vào lòng dương thần xê dịch người để mình tìm được một tư thế thoải mái yên lặng như vậy cùng dương thần xem tin tức cảm ơn một lúc sau sắc vi nhẹ giọng lẩm bẩm nói cảm ơn cái gì dương thần hỏi em thích như vừa rồi có thể nấu cơm cho anh ăn thích ngồi bên cạnh anh xem anh ăn hết cơm em nấu đợi em thu dọn bát đũa anh liền ngồi ở chỗ cách không xa em xem tivi em có thể cảm nhận được anh ở bên cạnh em mà không phải trong cả căn phòng chỉ có một mình em Dương Thần yêu thương sờ sờ khuôn mặt sắc vi, anh cũng thích. Nếu lượng thức ăn mà em xào nhiều chút thì tốt. Thật hy vọng sau này hàng ngày có thể như vậy, tuy nhiên không thể được. Anh sẽ cố gắng để nó trở thành có thể. Dương Thần nói, anh rất ít khi hứa hẹn với phụ nữ, em nên tin anh. Vì sao từ sau khi anh tiếp nhận em, nói chuyện không giống lúc trước? Anh mắt sắc vi mơ mơ màng màng nhìn Dương Thần, trước đây anh chưa bao giờ yêu cầu em tin anh. Bởi vì anh không cho phép em không tin anh. Là anh sợ em phải không? Sợ mất đi em. Dương thần khẽ lắc đầu, nắm chặt tay sắc vi. Trên thế giới này không có đàn ông sợ phụ nữ, chỉ có đàn ông tôn trọng người phụ nữ của mình. Nhưng những người đàn ông là thủ hạ của em, họ đều sợ em. Sắc vi nhìn Dương thần bởi vì họ không phải đàn ông của em, em là phụ nữ của anh. Dương thần nói, sắc vi thản nhiên cười. Đây mới là anh. Dương thần cưng chiều nheo mũi cô, được rồi. Nếu như nghe được lời em muốn nghe được, tiếp theo nên đem những lời em muốn nói. Nói cho anh nghe, anh không tin em đặc biệt gọi anh đến, chỉ là muốn nghe những lời mật ngọt của anh. Cũng không cho người ta thời gian trở về chỗ cũ, thật mất hứng. Sắc vi tuy ngoài miệng nói không vui, nhưng Trung Quy vẫn ngồi dậy, nghiêm mặt nói, bố em gửi thư mời, muốn em đi tham gia một buổi tụ họp. Bố em, tư đồ minh trạch dương thần buồn bực nói hai bố con nhà em không phải sớm đã đoạn tuyệt rồi sao làm sao ông ta vẫn còn mặt mũi không có việc gì gửi thư mời cho em sắc vi cười nói lần này không giống nhau có khách đặc biệt ai bố con chu quang niên trước khi dương thần suy tư từ chỗ sắc vi đã được biết tài liệu thế giới ngầm ở trung hải mới nhớ ra chu quang niên là ai nếu như nói khu tây hiện nay hội tây minh và hội hồng kinh thế lực ngang nhau như vậy thế giới ngầm sẽ có vẻ thái bình hơn nhiều bởi vì mười mấy năm trước nhờ vào buôn lậu súng ống đạn dược và buôn bán thuốc phiện, Chu Quang Niên có tên gọi, Lão Cá Nheo, đã đem toàn bộ khu đông của Trung Hải phát triển lớn mạnh hơn 10 năm nay, khiến những thủ lĩnh xã hội đen thuần túy trước đây đã trở thành bá vương khu đông nửa trắng nửa đen đến tên của bang hội trước đây, bang Đông Hưng cũng đổi thành tập đoàn Đông Hưng. Hậu duệ của Chu Quang Niên đã nằm dài rác khắp địa bàn xếp vào trong những mảnh đất phì nhiêu của Trung Hải bất luận là hội tây minh hay là hồng kinh hội trước mặt chu quang niên đều có vẻ có chút trẻ con vài năm trước sắc vi vẫn chưa phản bội tư đồ minh trạch khi thành lập hội hồng kinh lực lượng của hội tây minh còn có thể cùng tập đoàn đông hưng ngang hàng ở mức độ nhất định nhưng hôm nay khu tây được chia làm hai phần như vậy trước mặt đông hưng liền tỏ ra yếu ớt không chịu nổi lúc này hai người bố con chu quang niên tham gia buổi tụ họp nhỏ của tư đồ minh trạch tổ chức ngụ ý trong đó có ý nghĩa sâu xa dương thần có chút đau đầu hỏi em muốn làm gì còn có thể làm thế nào sắc vi cười khổ mặc dù em có thể không giữ thể diện cho người đó nhưng thực lực của tập đoàn đông hưng không phải chúng ta hiện nay có thể chống lại nếu như không đi vậy chính là thúc đẩy đông hưng với hội tây minh cùng đối phó chúng ta nói đến đây sắc vi dừng một chút nhìn dương thần nói có lẽ vì có anh ở đây chúng ta có thể giống trước đây xử lý trần đức hải bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước nhưng đông hưng sớm đã thành một đoàn thể có hệ thống quản lý cẩn thận cho dù cha con chu quang niên chết rồi như vậy sẽ có rất nhiều thành viên đông hưng đến đối phó chúng ta chúng ta sẽ không có chuyện gì nhưng em không thể không quản anh em huynh đệ phía dưới nói như vậy em biết rõ núi có hồ vẫn hướng núi hồ đi dương thần gần như hiểu rõ rồi sắc vi đột nhiên cổ quái cười ghé sát vào bên tay dương thần nói nhỏ mấy câu dương thần lập tức vuốt chán cảnh giác nhìn sắc vi nói em là hồ ly tinh còn không thừa nhận xem ra em đã quyết định phải làm võ tòng rồi sắc vi ôm lấy cánh tay dương thần dịu dàng nói tóm lại vài ngày sau đến lúc đó anh nhất định phải đi cùng em không thể để em lẻ loi cánh tay cảm nhận được cảm xúc trên bộ ngực mềm mại của sắc vi sau khi ăn no ấm áp dương thần đang nhớ chuyện nào đó, cảm thấy đây là thời điểm làm chút gì, đang muốn đem nanh vuốt khám phá khu vực thần bí của nửa bán cầu đó, thì điện thoại trong túi kêu lên, buồn bực rút điện thoại ra xem, gọi đến là Vũ Vương, mấy lần trước Vũ Vương gọi điện đến đều xảy ra chuyện, dương thần không nghĩ nhiều, vội vàng nhận điện thoại. chương 87, anh chăm sóc tôi à? Alo, Vũ Vương, có chuyện gì vậy? Vũ Vương đầu dây bên kia dường như có chút khó mở miệng do dự một lúc lâu nói cậu chủ tôi không cẩn thận vừa rồi lúc kéo đất bị chật xương bây giờ chân trẹo rồi không lái được xe vú vương mặc dù vẫn không đến năm mươi nhưng suy cho cùng năm tháng không buông tha người ta dương thần lo lắng hỏi nặng không hay là bây giờ tôi quay về lái xe chở vú đi bệnh viện không không chút chuyện nhỏ này cũng không cần đi bệnh viện tôi nghỉ ngơi hai ngày là khỏi nhưng chính là vừa rồi muốn gửi đồ cho tiểu thư tôi không thể gửi được rồi. Cho nên, Dương Thần yên tâm rồi. Còn tưởng chuyện gì lớn, vậy bây giờ tôi quay về. Chút chuyện nhỏ này vốn dĩ tôi nên làm. Mẹ Vương Ea nói, kỳ thực đồ này vốn dĩ thật không nên do cậu chủ chuyển đi. Nhưng bạn của tiểu thư ít, có thể bớt thời gian làm chuyện này ít. Tôi cũng ngại đi nhờ vả mặc tiểu thư với thư ký Ngô Nguyệt. Công việc của họ bận cũng vất vả, cho nên mới bất đắc dĩ muốn mời cậu chủ giúp. Không sao, tôi sẽ quay về. Dương thần gấp điện thoại, liền nhìn sắc vi một bên vẻ mặt mang ý nghĩa sâu xa nhìn mình, bộ dạng có vài phần oán giận. Cái này, anh phải đi rồi, Dương thần sờ sờ cầm mình, ánh mắt trốn tránh nói. Quả nhiên em không quan trọng bằng bà xã, sắc vi buồn bã thở dài nói, đi đi, em sẽ không tức giận đâu, sắc vi cục cưng thật ngoan, Dương thần cười hì hì, đặt lên khuôn mặt trắng nõn một nụ hôn. Có muốn đợi đến tối anh lại đến không? Sắc vi lắc đầu, không cần, mấy ngày nay em sẽ rất bẩn, dù sao tình hình đông hưng bên đó em vẫn không phải hiểu rõ, phải chuẩn bị nhiều, dương thần hiểu gật gật đầu, đang muốn bước ra khỏi cửa, lại nghe sắc vi đằng sau đột nhiên thốt lên một câu, vị chủ tịch nhà anh quả thật đẹp hơn em, dương thần chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững đụng vào cánh cửa, cười khổ quay đầu lại, em đều biết rồi à, trong lòng rất không thoải mái rời khỏi quán rượu Rose. Dương thần lo lắng về sau sẽ xảy ra nội chiến hậu cung, giống như chiếu trong tivi, các nữ nhân cô đâm tôi tôi đâm cô, đâm đến sau đó đến chồng cũng không biết nữa, lắc lắc đầu rũ bỏ những ý nghĩ nhàm chán này, giỡn chơi, đó căn bản không có khả năng, lầm nhược khê bộ dạng lãnh đạm kia, nghĩ đến căn bản không để ý mình với người phụ nữ khác có quan hệ, lái xe về biệt thự Long Cành Uyển, Vũ Vương đã ở cổng đợi, trong tay cầm một túi giấy lớn của st Lauder, miệng túi gắn chặt. Không để cho vật bên trong lộ ra, dương thần cũng không để ý nhiều, sau khi nhận túi giấy, quan tâm nhìn nhìn chân vú vương. Có thể đi bộ không? Tại sao vú bất cần vậy? Mẹ vương rát vui mừng lắc lắc đầu, cảm ơn cậu chủ quan tâm, cũng do không cẩn thận trượt chân, không việc gì, trước đây cũng từng xảy ra, vẫn là mau gửi đồ cho tiểu thư, muộn rồi tôi sợ tiểu thư khó chịu, khó chịu, dương thần mặc dù tò mò lâm nhược khê lấy đồ muộn tại sao sẽ khó chịu nhưng cũng không nói nhiều quay người rời biệt thự sau khi qua hai mấy phút dương thần đi đến bên ngoài phòng bệnh của lâm nhược khê sau khi xác nhận bên trong không có người mới đi vào lâm nhược khê dựa trên giường mái tóc đen rối tung ánh đèn chiếu trên gương mặt có chút hồng hào tỏ ta yêu kiểu yếu ớt cảm động lòng người giờ phút này cô đang cầm quyển sách đọc nghiên cứu cẩn thận nhìn thấy dương thần vào không có vẻ gì bất ngờ hơi gật gật đầu đây coi như chào hỏi Dương Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì trước đây Lâm Nhược Khê nhìn thấy mình đều là bộ dạng lạnh lùng khó gần. Đây vẫn là lần đầu tiên một mình gặp mặt mà chào hỏi mình, mang đồ cho cô đây. Vú vương chân bị trẻo, không tiện qua, Dương Thần để túi giấy trên ngăn tủ, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hỏi, hồi phục thế nào rồi? Điều trị thuốc đông y vẫn là có hiệu quả, Lâm Nhược Khê đặt sách xuống, từ trong chăn rút ra một bàn tay trắng muốt dây dây mắt, vẫn tốt kỳ thực không dùng được lâu như vậy chậm trễ thời gian làm việc quanh năm suốt tháng làm việc nằm trong bệnh viện còn muốn ký văn kiện xem sách tài chính và kinh tế cô không mệt à phụ nữ không phải độc ác với bản thân như vậy dương thần cảm thấy nên cố gắng hết sức dạy dỗ người phụ nữ cùng công việc này cô vẫn còn trẻ đừng suốt ngày giam mình trong phòng làm việc với phòng sách có thời gian đi làm mặt spa ngâm nước nóng tắm sữa tìm một ngày mát mẻ cùng chị em của cô nói chuyện uống hồng trà, thời tiết nóng có thể đi cửa hàng đồ lạnh gọi bánh gato dâu tây, kem. Thời tiết mát mẻ có thể đi nghỉ mát phơi nắng ở khu vực nhiệt đới, bình thường tan làm không có việc có thể đi dạo phố, không thì mua đồ, chỉ xem chỉ thử không phải những chuyện phụ nữ mấy người thích nhất sao? Còn nữa, xe trong gara của cô đều có thể lái xe du ngoạn, cho dù cô muốn đua xe cũng được, không ai cùng cô đua xe, tôi cùng cô đua tuy nhiên cô phải trả tiền xăng dầu cho tôi lâm nhược khê thờ ơ sau khi nghe xong liền chỉ cái túi bên cạnh hỏi anh mang đến là cái gì chúng ta có thể đừng như vậy không tôi đưa cho cô kiến nghị tốt như vậy cô rốt cuộc có đang nghe không dương thần cảm thấy thái độ của lâm nhược khê rất nghiêm chỉnh lâm nhược khê yếu ớt thở dài rõ ràng nói nếu tôi không nỗ lực làm việc trong ngoài công ty nhân viên trăm ngàn người làm thế nào người nhà nghìn nghìn vạn vạn nhân công đó làm thế nào sản nghiệp lâm gia bà nổi bố mẹ tôi để lại làm thế nào tôi làm thế nào anh nuôi tôi sao hả đột nhiên một loạt vấn đề liên tiếp kéo tới khiến dương thần có chút đau đầu anh nuôi tôi cái này lâm nhược khê sẽ nói sao cô đây là câu hỏi nghi vấn hay là câu trần thuật dương thần phục hồi tinh thần ngượng ngùng cười cười cẩn thận cân nhắc hỏi lâm nhược khê có chút thất vọng nhìn người đàn ông vẻ mặt sợ hãi trước mắt cảm thấy lời mình nói có vẻ buồn cười hắn làm sao có thể thay thế vị trí của mình, để một người đàn ông trước đây bán thịt dê xiên nướng đi làm cũng cả ngày chỉ biết chơi trò chơi với lêu lồng làm mình phải gánh vác. Lâm Nhược Khê cảm thấy đầu mình phát sốt rồi, lẽ nào chỉ vì hắn mang cho mình một hộp gạo nếp viên, mình liền ôm lấy hy vọng với hắn, giả dối chung quy chỉ là giả dối. Có lẽ vĩnh viễn cũng không thành sự thật, Lâm Nhược Khê không định tiếp tục vấn đề này, cũng không trả lời dương thần từ trên ngăn tủ lấy xuống túi giấy. Bởi vì túi khá to, Lâm Nhược Khê ngồi trên giường từ bên trong lấy ra khá vất vả. Vì thế đơn giản đem túi lật ra, đem toàn bộ đồ bên trong đổ xuống giường, ảo ảo từ bên trong lăn ra một đống lớn đồ, màu sắc tươi đẹp không nói. Những cái này vừa xuất hiện trong phòng, nhiệt độ không khí liền trong nháy mắt tăng lên vài độ. Chẳng trách Vũ vương cứ do dự có nên để dương thần mang đi không, để trong túi này, không ngờ là quần áo, quần lót, áo ngực, áo quây, đệm ngực, quần tất, đủ loại màu sắc, không chỉ có hoa văn vải gen đủ loại màu sắc, còn có những thiết kế chạm rỗng táo bạo, những thiết kế đường cong nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu nói những nội y hấp dẫn giới tính này khiến Dương Thần có chút nóng mũi, như vậy vài bộ quần áo khác trên người phong cách rất khác biệt của Lâm Nhược Khê liền có vẻ rất khủng bố, rồi, Hello Kitty, chó Snoopy, gấu trúc Winnie, cùng các loại quần lót màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác đủ để khiến dương thần mở rộng tầm mắt, chết người ở chỗ trong đống nội y này không ngờ còn có ba bốn gói băng vệ sinh nhập khẩu của mỹ nghĩ đến đều là những đồ dùng con gái cao cấp của lâm nhược khê quen dùng, cho nên mới cần đặc biệt mang từ nhà đi. Dương thần cuối cùng hiểu được vú vương nói khó chịu là nghĩa gì, thì ra mấy ngày đó của mỗi tháng của bà xã đại nhân đến rồi trong đầu hiện lên cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán ăn đêm lúc đầu mà sau đó một loạt hình ảnh gần gũi gián tiếp xảy ra. Chỉ cần vừa nghĩ đến thân thể kiều diễm kia của Lâm Nhược Khê mặc những đồ này, Dương Thần liền khó ngăn cản những tà nghiệm của chính mình, nhìn Lâm Nhược Khê thất kinh, ánh mắt nóng rực đứng lên, không được nhìn, Lâm Nhược Khê rốt cuộc không thể bình tĩnh, dùng sức lấy chăn đậy lên những vật phẩm nhạy cảm này một khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn trong chốc lát từ vẻ mặt lạnh lùng diễm lệ của nữ thần băng tuyết truyền thành quả táo đỏ rực, vừa nghĩ đến sở thích nội y lén lút mua và siêu tầm của mình, cùng những nhân vật hoạt hình mình thích bị dương thần nhìn thấy hết rồi. Lâm Nhược Khê đã có ý nghĩ muốn chết rồi, Vũ Vương cũng thật là, mang những đồ này đến cũng không nói với mình trước, hơn nữa tại sao không mang những bộ bình thường chút, bằng không mình cũng sẽ không mất mặt như vậy. Nếu Vũ Vương biết được tâm trạng của Lâm Nhược Khê lúc này nhất định sẽ giờ khóc giờ cười không phải không muốn mang những bộ bình thường chút chỉ là trong phòng cô quả thực không tìm thấy một bộ bình thường khụ cụ dương thần làm bộ vẻ mặt bình tĩnh cái này đồ mang đến rồi tôi cũng nên đi rồi cô nghỉ sớm chút ừ tiếng trả lời của lâm nhược khê yếu ớt như tiếng mũi bay đêm hận không thể lập tức đem dương thần ném ra ngoài cửa sổ dương thần khó khăn bước đến cửa nhịn không nổi quay đầu lại nói mấy cái quần màu hồng có hình chuột mít đó của cô không tồi tôi thích trên đường rời khỏi bệnh viện quay về xe dương thần vẫn không quên được vẻ mặt cuối cùng của lâm nhược khê tức giận trừng mắt hai má núm đồng tiền ửng đỏ bộ dạng muốn liều mạng với anh nhưng so với bộ dạng lạnh lùng bình thường xinh đẹp hơn nhiều tiếp xúc thời gian lâu rồi phát hiện người phụ nữ này đôi khi quả thật rất đáng yêu người mà trước đây giống nữ vương lạnh lùng cao quý nhưng dần dần lại phát hiện cô thích xem những phim truyền hình hàn quốc về tình yêu âu sầu triền miên đó thích ăn gạo nếp viên của trẻ con thích ăn vẫn là hai tay cầm lấy cắn từng miếng nhỏ loại này hôm nay lại phát hiện quần áo mặc trên người không chỉ là rất gợi cảm đi ngược với phong cách bảo tù bình thường còn có tình tiết phim hoạt hình của các bé gái vô thức dương thần nhớ lại từng chút một những ngày đó xe đã lái được một đoạn khá xa khi phục hồi tinh thần dương thần kinh ngạc phát hiện không ngờ mình theo bản năng lái xe đến một nơi có ý nghĩa hoài niệm cây quán rượu lúc trước gặp mặt lâm nhược khê nghĩ tới lần đó sau khi uống xong rượu mang lâm nhược khê về căn phòng nhỏ rách nát của mình hình ảnh của một đêm điên cuồng trong lòng dương thần vừa rồi vì quần áo nội y mà ngọn lửa đã đang cháy lại bắt đầu bốc lên trong khoảng thời gian ngắn ngủi buổi tối đã bị hai người phụ nữ dấy lên ngọn lửa nhưng đến bây giờ điều vẫn chưa bị dập tắt dương thần rất khó chịu đàn ông khắp nơi đều là một nửa động vật, cho nên sau khi biết rõ đã từng săn được một người đẹp ở trong này, sẽ không thể lại xuất hiện người thứ hai, hoặc cả Trung Hải cũng không có người thứ hai, nhưng Dương Thần vẫn dừng xe, quyết định vào trong ngồi, không vì cái gì khác, chỉ vì tìm một người thích hợp giúp mình dập tắt lửa. Chương 88, kỵ sĩ rút súng ra trận, trước khi vào quán, Dương Thần chú ý đến thể chữ hoa văn của đèn neon màu lục ở cửa quán, trước đây chưa từng nhìn kỹ bụi gai, quán này có cái tên rất kỳ lạ, tảng đá trên vách tường với màu nâu đen của gỗ trang trí, làm toát ra hơi thở của pháo đài cổ kính thời Trung Cổ châu Âu. Có lẽ đây cũng là một mánh khóe rất hay để thu hút đám người đặc biệt. Ít nhất lúc trước Lâm Nhược Khê đã chọn đến quán quán rượu này giải sầu, Dương Thần vừa bước chân vào quán, tiếng Dương cầm du Dương liền ập đến, nếu không nhớ nhầm. Dương thần có lẽ biết đây là Hungary cuồng tưởng khúc do Listeria soạn nhạc tên ca khúc này thường làm cho người ta thấy một loại ảo giác thô kịch, nhưng trên thực tế lại có vẻ thanh lịch mà cao quý, giống như một du thuyền lộng lẫy của hoàng gia trang trí. Từ thượng du của con sông uốn khúc thuận theo dòng chảy lúc hiền hòa lúc dữ dội giống như phiêu bạt, trong quán rượu có vẻ nhỏ này đột nhiên truyền ra thứ âm nhạc như vậy, rõ ràng làm dạng dỡ không ít cho phong cách cổ xưa này. Một vài bàn ghế ở giữa quán rượu bị chuyển hết sang một bên không ít thanh niên nam nữ thành phố tụ tập với nhau cùng biểu đạt các điệu cười vui vẻ và mờ ám trong cái thành phố áp lực bình thường quá lớn này dùng vũ khúc disco nhảy có vẻ không thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của đám người tri thức này bọn họ lựa chọn dùng khúc đàn dương cầm nổi tiếng tinh xảo mà không mất đi tư tưởng tụ họp trong quán rượu nhỏ đến truyền đạt sự bất mãn trong lòng đối với xã hội nhân tiện thỏa mãn cái kiêu ngạo nho nhỏ kia Dương thần lúc đầu lồng ngực vẫn còn dạo dực sau khi nghe xong ca khúc này, dần dần bình tĩnh lại, cũng không có vẻ cấp thiết đi lùng tìm những người phụ nữ mặc những bộ quần áo khác nhau kia, mà thản nhiên ngồi trước quầy, hướng về phía người pha chế lấy một cốc whisky thông thường, không khí xung quanh tràn ngập mùi hỗn độn của nước hoa và cồn. Dương thần lặng lẽ ngồi một góc bàn, một mình nhấm nháp thứ rượu màu hổ phách, bên tai cách đó không xa nhiều kiểu người cùng với cuộc nói chuyện họ nói đến hoàn cảnh như vậy tràn đầy khoái cảm khiến Sương thần rất thích thú tuy nhiên thời gian yên lặng kéo dài không lâu từ trong góc ô ám khác của quán rượu chậm chậm bước đến một người phụ nữ mặc váy thắt lưng màu xanh lam da trắng nõn chân thon dài dáng người thước tha không khoa trương nhưng cũng hoạt bát thông minh chỉ là đồ trang sức trang nhã ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt như dùng thủy mực phác thảo nhẵn nụi mà mang khí chất tao nhã cổ điển lọn tóc đen dài ở một đầu khăn choàng hơi cuộn ở cuối trên tay đang đeo hai hoa tay bạc khí chất có chút giống người mẫu châu âu hết giờ làm tùy ý ra ngoài đi dạo khác nhau chỉ ở chỗ dáng người thiếu sinh sắn chút thôi lúc này người phụ nữ khiến người ta vừa gặp đã thích vẻ đẹp của cô ta không quá kiều diễm khiến người ta tim đập nhanh nhưng lại khó có thể cự tuyệt tiên sinh có may mắn được mời anh ly rượu không người phụ nữ giơ cốc rượu trong tay lên tư thái tuyệt đẹp ngẩng đầu đem cốc rượu bạc hà trong tay một hơi uống hết sau đó đặt cốc rượu không lên bàn mỉm cười nhìn dương thần không chỉ đàn ông đi tìm con mồi phụ nữ cũng đi tìm con mồi giống đàn ông vậy dương thần không phải lần đầu tiên bị người ta coi như con mồi cũng ít nhiều quen dần ung dung mỉm cười ra hiệu cho người thanh niên pha chế đứng một bên xin hỏi tiểu thư dùng gì người pha chế rất hiểu ý trực tiếp hỏi người phụ nữ brandy alexander tai, một giọng nói london lưu loát từ trong cái miệng nhỏ của người phụ nữ tự nhiên phát ra không khiến cho người ta cảm thấy cô ta đang khoe khoang dường như vốn dĩ chính là nên nói như vậy cay cái gì người pha chế trẻ tuổi rõ ràng tiếng anh không tốt lắm brandy alexander hoặc là alexander dora dương thần tốt bụng giải vây cho người pha chế người pha chế cũng là từng gặp không ít tình huống cảm ơn dương thần xong lại quay sang cười cười xin lỗi người phụ nữ, mới bắt đầu thoải mái pha rượu. Sau khi người phụ nữ cầm được ly rượu màu ca cao trong tay, có vài phần tán thưởng nhìn dương thần, ngại quá, mấy năm trước tôi ở nước ngoài, một vài cách gọi trong nước không biết rõ lắm. Tuy nhiên rất ít người biết tên Alexander Dora này, xem ra tiên sinh rất hiểu biết về rượu, dương thần hướng về phía người phụ nữ hơi nâng chén để kỷ niệm hôn lễ của quốc vương Anh quốc Edward đời thứ bảy cùng hoàng hậu Alexander cho nên điều chế loại rượu cốc tai này làm lễ vật dâng tặng hoàng hậu rất nhiều phụ nữ thích khẩu vị này nếu muốn tiếp cận phụ nữ những người đàn ông nên biết điều này mà cũng không có gì đặc biệt nhưng đàn ông vào chỗ này chỉ có anh không tìm phụ nữ tôi không tìm cô không phải cũng đến rồi sao dương thần khẽ cười nói người phụ nữ nhìn dương thần một lát đột nhiên giơ bàn tay trắng nõn tĩnh xảo ra an tâm an trong bất an tâm trong phiền lòng giải thích rất đặc biệt dương thần cảm thấy bắt đầu có hứng thú người phụ nữ này không chỉ rất phù hợp với yêu cầu của mình đến phương thức thưởng thức và cách nói chuyện cũng vô cùng thích hợp để trở thành đối tượng vui vẻ một đêm giơ tay bắt tay an tâm một cái dương thần đợi lúc cô cần viết tên tôi tôi sẽ nói cho cô biết là hai chữ nào sự giải thích của anh rất đặc biệt tuy nhiên thú vị hơn rất nhiều so với những người đàn ông khác an tâm cười khẽ trừng mắt nhìn chúc mừng anh đã khơi gợi lên sự hứng thú của tôi với anh hứng thú gì dương thần nói tìm hiểu cấu tạo thân thể của tôi nếu cô đồng ý trao đổi ngang giá chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau an tâm đối với sự ám chỉ rõ ràng như vậy không để ý tôi hoài nghi nói như vậy có phải anh thật lòng không đây chính là hứng thú đơn giản mà tôi nói tôi muốn xem xem người đàn ông trước mắt tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi đối với bạn tình không an tiểu thư cô mặt thật trên thế giới này thường không tồn tại nếu như cô đồng ý tôi cảm thấy cô tốt nhất dựa vào trực giác nhạy bén của phụ nữ cô để phán đoán ánh mắt dương thần to gan lên xuống thăm dò an tâm xem ra giống như người phụ nữ cần làm chút chuyện như vậy rất nhiều lời liền có thể nói rõ an tâm nghiêng đồng thoáng che phủ sợi tóc mềm mại bởi vì uống rượu mà phả ra hơi thở mê người ánh mắt mê mẩn nói có thể giải thích một chút không tôi không hiểu ý của tiên sinh lắm bị dụ Dương Thần đối với tâm tư của người phụ nữ là lướt này rất bất đắc dĩ, đều nói rõ muốn cùng mình qua đêm rồi, còn hỏi nhiều như vây làm gì, nhưng không khí vẫn cần tiếp tục, vì thế từ khách chuyển sang dáng vẻ chủ nhà hỏi, "An tiểu thư biết người phát minh ra máy vô tuyến không?" Chỉ cần đọc qua sách đều biết, Marconi an tâm hơi nhíu mày, bề rộng của lối suy nghĩ này có chút lớn, nhưng cô cũng thông minh, nói đây lẽ nào không phải sự thật theo kiến thức của phần lớn các quốc gia phương tây trên thế giới mà nói quả thực marconi phát minh ra máy vô tuyến nhưng lấy ví dụ đơn giản nhất trong sách giáo khoa của liên xô vẫn là popov mà ở nước đức là hét còn ở nước mỹ là alfred popov của liên xô so với hét mười mấy năm trước đã nghiên cứu thành công ra vô tuyến điện nhưng vì vấn đề tài chính một nghìn rút lục quân nga trực tiếp phủ nhận phát minh vĩ đại mà bọn họ xem ra là vọng tường kết quả là đợi sau mấy chục năm sau mới có marconi nhận được giải nobel an tâm chăm chú nhìn dương thần trong nháy mắt khanh khách cười dương tiên sinh mặc dù tôi không biết anh nói những cái này có thật hay không nhưng từ trước tới giờ không có người đàn ông nào ở trong quán rượu dưới không khí mập mờ nói với tôi những lời này dương thần uống một ngụm rượu lắc nhẹ ly rượu đang cầm trong tay không sao cả không biết an tiểu thư thích gì an tâm đột nhiên cong vòng eo mềm mại lên trước để sát vào bên mặt dương thần, đôi môi anh đào ướt át lành lạnh hôn một cái hời hợt trên gương mặt dương thần, cười quyến rũ nói, chúc mừng anh, tối nay tôi thuộc về anh rồi, cam tâm tình nguyện vì cô cống hiến sức lực, dương thần lâm lâm buông ly rượu xuống, cuối cùng cũng thành công, một tay kéo cổ tay an tâm, chuẩn bị rời khỏi quán rượu, nhưng đúng lúc này, cửa quán rượu đột nhiên xông tới bốn năm người đàn ông cường tráng mặc cô mù đeo cà vạt, tất cả vẻ mặt vội vàng nhìn thấy dương thần đang kéo tay an tâm với một tư thái thân mật liền lộ ra vẻ giận dữ an tiểu thư xin mời cùng chúng tôi quay về người đàn ông áo đen dẫn đầu không dễ chống lại nói khách hàng trong quán rượu cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng đều ngừng nói chuyện với nhau xem cảnh tượng sắp xảy ra an tâm thản nhiên liếc mắt nhìn người áo đen vài cái sau đó lại vẻ mặt thản nhiên nhìn dương thần nhìn thấy dương thần không có bất kỳ vẻ mặt sợ hãi nào lộ ra vài phần tán thưởng Xem ra chỉ thông qua khảo nghiệm của tôi vẫn chưa đủ, Dương Tiên Sinh, anh lựa chọn vứt bỏ cừu non đáng thương, hay là trở thành một kỵ sĩ rút súng ra trận đây? Dương Thần trong lòng thầm than, quả nhiên phụ nữ tốt đều không phải dễ ăn như vậy, nhưng hướng thu đến rồi, cũng không quan tâm phiền phức hay không, hướng an tâm cười tinh nghịch, nếu An tiểu thư có thể cho tôi một nụ hôn chúc phúc, tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ có thời gian động lòng người suốt đời khó quên, không chút do dự an tâm liền giống như thiếu nữ quý tộc trong tình yêu, hai tay tao nhã ôm chặt cổ dương thần, nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ, hôn lên môi dương thần một nụ hôn ấm nóng. Lúc sắp rời khỏi, còn dùng đầu lưỡi mềm mại liếm qua một đường đánh dấu trên gương mặt dương thần. Dũng cảm chiến đấu, kỵ sĩ tiên sinh của tôi, an tâm buông cổ dương thần ra, lùi ra phía sau dương thần, vài người đàn ông to lớn áo đen đã tức giận, người đàn ông dẫn đầu hung tợn chừng mắt nhìn dương thần, người trẻ tuổi anh sẽ vì việc tối nay cảm thấy hối hận suốt đời dương thần cười nhạo thản nhiên từ trên bàn cầm lấy ly rượu của mình không hề do rượu đem cốc rượu còn thừa hất hết vào người đàn ông đó tên dẫn đầu căn bản không nghĩ tới dương thần đi lên dùng biện pháp tạt rượu xì nhục tránh không kịp nửa người cô mồ đều là rượu làm bần người muốn chết người đàn ông dẫn đầu tức giận chửi một tiếng xông lên đấm vào mặt dương thần quả đấm dương thần rất ung dung một tay đưa qua tiếp nắm đấm bao cát mà người khác nhìn rất mạnh đó bàn tay nhẹ nhàng khéo léo ngăn cản cánh tay của người đàn ông không đợi cánh tay khác của hắn ra lực dương thần liền cứng rắn đem toàn bộ cánh tay lật qua một vòng người đàn ông vừa rồi phản kháng lớn tiếng kêu thảm thiết cả người không tự chủ được đi theo sự di chuyển của cánh tay mà ở trước mặt dương thần đóng vai con quay an tâm ở phía sau dương thần lúc này hai mắt sáng lên nhìn dương thần bóng dáng thong dong kia lộ ra niềm vui bất ngờ vài tên áo đen khác cuối cùng tình hình không bình thường lớn tiếng gào thét liền tiến lên trước bao vây tấn công dương thần trả lại cho các ngươi dương thần nhìn mấy người lên trước đột nhiên nắm lấy một cánh tay khác của người đàn ông nhẹ nhàng như đùa giỡn một con búp bê vải nghiêng người vung mạnh về phía trước một người đàn ông đến gần được hai mét liền giống như một cây côn dài ầm ầm đánh vào người mấy người còn lại, nhìn vài người mặc áo đen cao lớn người ngựa đồ cả. Tất cả những người có mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Sức lực của người đàn ông này làm sao lớn đến trình độ này? Đi, đi thuê phòng, Dương Thần nắm lấy tay an tâm, dẫm lên người đàn ông mặc áo đen vài cái đau, bình thản ung dung đi khỏi quán rượu. mươi 89, xin hãy cởi áo ra cho tôi. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ có giấc mộng bạch mã hoàng tử, mơ mình gặp nguy hiểm từ trên trời rơi xuống một người anh tuấn đẹp trai vương tử cao quý huy vũ phi phàm đánh tả ác lùi ra sau cho mình một nụ hôn nồng nàn hứa hẹn lời thề tốt đẹp vĩnh viễn an tâm cũng không ngoại lệ mặc dù lý trí của cô rất nhỏ đã hiểu cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử còn có thể là đường tăng nhưng cô vẫn thỉnh thoảng mơ giấc mơ như vậy đặc biệt là có một vài nguyên nhân bất đắc dĩ vài ngày nay về nước an tâm thậm chí hy vọng siêu nhân đó thật sự tồn tại cho dù anh ta thật sự ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Từ lúc Dương Thần nắm chặt lấy tay cô rời khỏi quán rượu bụi gai, an tâm cảm thấy hạnh phúc đến đột nhiên như vậy, gần như là không hề cảm nhận đang đi cùng Dương Thần dọc đường lên xe, sau đó ngồi ở ghế hành khách, đến dây an toàn cũng lười cài, liền nhào vào lòng Dương Thần ôm chặt, hôn nồng nhiệt mấy cái lên cổ và má Dương Thần, Dương Thần đối với cảm xúc đột nhiên giạt rào của an tâm có chút bất đắc dĩ. Một tay ôm chặt thân hình dẻo dai mềm mại của cô, tay phải lần theo đường cong vòng eo kéo dài xuống dưới, nhéo vào cặp mông tuyệt đẹp đang cong lên, sau đó lại có tiếng đánh hai cái, bốp bốp, an tâm khẽ rên một tiếng, hai má trong nháy mắt hồng hào, toát mồ hôi, trong xe u ám, diện mạo yêu tinh phía trước không hiện ra, có vẻ đẹp rung động lòng người, dùng cách lý giải của Dương Thần, người phụ nữ này rất lẳng lơ, là cô thuộc về tôi, không phải tôi thuộc về cô ngoan ngoãn ngồi vào chỗ thắt dây an toàn vào, đừng chậm trễ chính sự, dương thần không cho phép cự tuyệt nói, an tâm liền như con mèo ngoan ngoan thông minh, uất ức mà lưu luyến sở sở ngực dương thần, mới quay về chỗ ngồi, động tác trêu chọc người, ánh mắt trêu chọc người, khiến dương thần khẩn cấp nổ máy điên cuồng rời khỏi, lúc này đã sắp nửa đêm rồi, xe cộ trên đường đúng lúc cực ít, dương thần gần như không đợi mấy cái đèn đỏ liền lái xe đến chỗ cần đến khách sạn 5 sao gần nhất cách quán rượu một con đường, khách sạn Bích Vân. Tập đoàn Bích Vân cũng là một trong những xí nghiệp lớn lâu đời nổi tiếng ở Trung Hải. Chi nhánh dây chuyền sản xuất trong huyện rất nhiều, danh tiếng cũng không tồi. Ít nhất Dương Thần lần này về nước cũng chưa bao lâu. Cũng biết phương tiện phục vụ của nhà khách Bích Vân cũng nằm trong số một số hai trong mấy khách sạn năm sao. Kỳ thực nếu là đối tượng của một đêm phong lưu bình thường dương thần thậm chí chọn cái khách sạn nhỏ là được tuy nhiên người phụ nữ trước mắt có vẻ là tiểu thư con nhà giàu chọn địa điểm cũng cần phù hợp với sự tương xứng này từ trên xe xuống dương thần trực tiếp đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ khách sạn để anh ta đi đỗ xe còn mình kéo tay an tâm bước nhanh đi đến trước quầy thuê phòng nhìn thấy dáng vẻ dương thần hùng hùng hồ hồ an tâm không nhịn được phát ra tiếng cười giống như chuông bạc không cần phải gấp như vậy muộn một chút tôi cũng sẽ không chạy được Dương Thần ôm chặt vòng eo thon nhỏ của An Tâm, hôn lên mặt cô, yêu tình này còn không phải ngọn lửa do cô khơi gợi lên. Nữ nhân viên phục vụ trong khách sạn nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi như vậy xem ra chính là người có tiền, lộ liễu nói những lời tình tứ như vậy, đều cảm thấy có chút xấu hổ, tay nhanh chóng đặt phòng đôi cho Dương Thần. Hai người đi thang máy trực tiếp tới lầu 23, vừa ra khỏi thang máy An Tâm liền một tay đẩy Dương Thần vào tường, lại lần nữa đem thân thể mềm mại áp sát vào Dương Thần, tùy ý hôn chặt đôi môi của Dương Thần. Đáng chết, Mơ Hồ kêu lên một tiếng, Dương Thần mở rộng khớp hàm, không cam lòng yếu thế nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi hai người quấn quýt, nước bọt ngấm qua, giống như hai sợi dây leo quấn quýt lấy nhau, tiếp tục ôm chặt di chuyển đến cửa phòng, Dương Thần căn bản không đi xem khóa cửa, thẻ trong tay liền chính xác nhét vào khe hở nhỏ hẹp đèn cửa vừa xanh, liền bị đẩy ra, lúc này an tâm cuối cùng vì tắc khí quản mà không thể hô hấp, đôi môi anh đào mỏng manh như đóa hoa kia đã hơi sưng, nhưng có vẻ nở nang mê người, thở hồn hển ánh mắt an tâm dại đi. Anh sắp hôn ngạt thở tôi rồi, ngạt thở còn ở phía sau, dương thần lấy chân sau đóng sập cửa lại, tay không an phận vuốt ve bộ ngực vô cùng gợi cảm kia của an tâm. Có may mắn được mời an tâm tiểu thư tắm cùng tôi không? Xin mời cởi áo cho tôi. Dương tiên sinh, thủ pháp của Dương thần nhanh chóng khiến an tâm có chút hoa mắt. Không bao lâu, hai người đã ở trong bồn tắm đủ cho ba bốn người dùng hưởng thụ sự gột rửa của làn nước ấm nóng. Tay Dương thần đang tắm trong bồn tắm lộ ra, mơn trớn trên da thịt giống như mỡ dê trắng muốt kia của an tâm. Mỗi một tấc đều không buông tha, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn dịu dàng của phòng tắm tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Thật là người đàn ông hết lòng, so với tôi tự tắm còn tắm cẩn thận hơn lúc tay dương thần mơn trớn một vài chỗ bí ẩn mờ ám, an tâm không kìm nổi run rẩy, hơi thở thơm như hoa lan nói, dương thần cười gian tà, vậy là một bạn tình đạt yêu cầu, an tâm tiểu thư nên cho tôi một sự phục vụ giống như vậy, an tâm hồn nhiên cắn một miếng vào bả vai dương thần, lẳng lơ liếc mắt, sau đó một tay nhỏ bé mịn màng ở dưới nước cầm mạnh lấy thứ hoai vệ hung dũng kia của dương thần. Dương thần cảm nhận được tay của an tâm trong nháy mắt hơi run khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút không tự nhiên, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, tài sản của anh rất hùng hậu, an tâm bắt đầu dịu dàng phục vụ Dương Thần, đã lâu lắm không có phụ nữ phục vụ như vậy, mặc dù vẫn cùng sắc vi bên nhau, nhưng trong phương diện này sắc vi tương đối bảo thủ vẫn là thẹn thùng không dám đụng đến một vài chỗ, giờ phút này mới nhận thức được người đẹp ngay sau đó dùng vẻ mặt mê hoặc nhìn mình dâng tặng bàn tay nhỏ bé non nớt của cô. Dương thần cảm thấy máu đang điên cuồng chảy lên não, một tay ôm thân hình an tâm trong nước lên. Dương thần lấy một tấm khăn bông lớn, lau sạch từng chút nước trên người hai người, cũng bất chấp mái tóc dài ướt sũng của an tâm tí tách rơi, bước nhanh đi ra khỏi phòng tắm, có vài phần phóng đáng đem an tâm trực tiếp ném vào giữa giường. Lóa mắt với thân hình trắng như tuyết vừa mới tắm rửa xong, người đẹp toàn thân không lộ một vết tích đang mỉm cười nhìn mình không hề vì hành động tục tăn này mà bất mãn. Dương thần hít thở nặng nề bổ nhào lên cơ thể phụ nữ mềm mại như nhung này, gần như sau một lúc gặm cắn và hôn kích thích nữ nhân, dơ súng trường sớm đã vận sức chờ nổ kia tiến thẳng vào, khiến dương thần không ngờ chính là hang sâu tăm tối ở thân dưới người đẹp không như mình nghĩ giống như trơn bóng mềm mại như phụ nữ quý tộc. Mà là hiểm trở giống như đường hẹp quanh co, vào được không bao lâu sau, không ngờ đụng phải một tầng ngăn cản mỏng manh. Đầu óc Dương Thần liền hồi tỉnh, kinh ngạc nói: "Cô là gái trinh?" Khuôn mặt xinh đẹp của An Tâm lấm tấm mồ hôi, giống như vì dự đau đớn phía dưới mà cố nhẫn nại, nhưng giờ phút này vẫn nhe răng ra cười, "Phải thì thế nào?" Nói xong, nữ nhân tự mình chủ động đem mông hướng về phía trước, thẳng đến đảo Hoàng Long, pha vỡ tất cả trở ngại, Dương Thần cảm thấy linh hồn mình chút nữa không thể bay ra, hành động dũng cảm của An Tâm vừa làm xong, liền đau đến mức khẽ rên một tiếng. Đôi lông mày trong nháy mắt khẽ chau lại, khiến người ta vô cùng thương tiếc cho vẻ đẹp hết sức kiều diễm. "Cô đừng lo." Trong lòng Dương Thần có chút đau khổ, kỳ thực hắn thật không nghĩ đến tình huống gái trinh. Vốn dĩ muốn tìm một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng làm sao hai lần đi quán rượu đó, hai lần đều gặp phải gái trinh, chết tiệt lần sau không bao giờ đi chỗ đó giải rượu nữa." Dương Thần oán hận nghĩ, An Tâm dường như nhìn ra sự do dự của Dương Thần, hai tay dùng sức đặt vào sau lưng của Dương Thần bất mãn nói, nếu anh là đàn ông thì không được bận tâm cái gì chú ý đến tiến công. Tôi cần là một kỵ sĩ dũng cảm, không phải lính đảo ngũ sợ hãi rụt rè. Tôi là gái trinh còn không sợ, anh sợ cái gì, cô sẽ hối hận, bị khơi dậy tính kiêu ngạo của đàn ông. Dương thần vốn dĩ cố nén cảm giác thư giãn sảng khoái rốt cuộc buông hết ra. Không hề quan tâm đến người đẹp phía dưới vẫn là lần đầu bị phá trinh. Bắt đầu trinh phạt tàn phá bừa bãi làm đi làm lại mấy lần đến cuối cùng hai người bị mồ hôi quyện lấy nhau, giải phóng hết ngọn lửa nóng rực khắp người, ôm nhau ngủ, sáng sớm nhảy hôm sau, Dương Thần dậy có chút ê ẩm, lúc này, An Tâm Sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, hẳn là dậy lâu rồi vẫn mặc váy cũ có đai màu xanh lam, thanh lịch và tươi sang, chỉ là so với tối qua, khuôn mặt do ửng hồng thêm vài phần kiều diễm, đang ngồi trên ghế sofa màu trắng cạnh giường trên tay cầm một bình rượu bóc đô nhỏ đã chuẩn bị trong phòng rót vào hai cốc thủy tinh một chút vì sự vui vẻ của chúng ta một đêm cạn ly an tâm đưa chén rượu cho dương thần người phụ nữ trước mắt dung mạo đoan trang có chút khiến người ta không thể tưởng tượng được bóng dáng hoang dã điên cuồng tối qua kia với cô là cùng một người phòng khách thượng hạng điển hình giường ấm áp cũng vào loại nhất dương thần cười tiếp nhận cùng cô hơi chạm cốc uống một hơi cạn cảm ơn anh dương thần tiên sinh an tâm đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc có chút chua sót nói vì sự việc tối qua có lẽ sẽ mang lại không ít rắc rối cho anh nhưng tôi nghĩ anh có lẽ cũng từ trên người tôi đạt được không ít thích thú dương thần nghe lời nói này có chút cổ quái nói có nghĩa gì phiền phức gì an tâm áy náy cười cười anh rất nhanh sẽ biết đúng lúc này cửa phòng bị đập binh 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 mở cửa dương thần sửng sốt đây là chuyện gì vậy vội vàng nghĩ đến việc mặc quần áo trên người chính mình vẫn rất trơn bóng nhưng người đến rõ ràng so với dương thần tưởng tượng hùng mạnh hơn một chút không đợi dương thần đi mở cửa cửa liền bị bên ngoài mở ra vài người mặc quân phục cảnh sát cảnh sát với khuôn mặt trang nghiêm đột nhiên xông vào vài nhân viên cảnh sát ánh mắt như điện sau khi lướt qua người hai người dương thần và an tâm một nhân viên cảnh sát dẫn đầu lấy ra lệnh khám xét cảnh sát truy tìm văn hóa phẩm đồi trụy tất cả không được nhúc nhích tách tách theo sát phía sau mấy nhân viên cảnh sát là mấy tay phóng viên cầm camera chen lấn chụp ảnh dương thần vẻ mặt đờ đẫn cánh tay để trần ngồi trên giường cũng không dành để ý tới vấn đề chưa mặc quần lót hoàn toàn mơ hồ tách tách đang tránh ánh đèn flash đối diện hình ảnh giờ phút này bị đóng băng chương 90, tài sản hơn trăm triệu vừa sáng sớm đã vào cục cảnh sát dương thần cảm thấy đây thật không phải là dấu hiệu gì tốt ít nhất hôm nay không thể mang cơm sáng cho các nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc đợi sau khi quay về nhất định bị lửa đạn oanh kích trên tay đeo còng tay dưới sự chăm sóc của hai nhân viên cảnh sát dương thần với an tâm cùng nhau đi vào cục cảnh sát khu tây dương thần nhìn an tâm một bên lần nữa không chịu nói cái gì đó không kìm nổi nghi hoặc hỏi cô đây là cố ý gài bẫy tôi hay là đúng lúc tôi đụng phải họng súng an tâm có chút ngượng ngùng nhìn dương thần sự việc đến nước này Rõ ràng mọi người đều hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa khéo anh đụng phải họng súng, danh tiếng khách sạn 5 sao của khách sạn Bích Vân như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện có cảnh sát vào điều tra văn hóa phẩm đồi trụy, cho nên Dương Thần vừa mới ra ngoài vụng trộm thì bị bắt quả tang, rõ ràng chính là mưu kế của An Tâm, một người phụ nữ đem lần đầu tiên của mình giao cho một người đàn ông lần đầu quen ở quán ăn đêm, sau khi đi khách sạn còn muốn mình báo cảnh sát để cảnh sát đến bắt, chết người ở chỗ không chỉ thông báo cho cảnh sát, còn gọi phóng viên truyền thông đến. Dương thần cảm thấy không phải an tâm điên, chính là thế giới điên rồi, mình cũng điên rồi. Làm sao, bánh lớn co nhân, như vậy vừa khéo đập trúng đầu mình, có đôi khi đàn ông quá thu hút phụ nữ thích cũng không phải chuyện gì tốt. Dương thần một mình tự kỳ nghĩ, tuy rằng cụ thể không biết vì sao an tâm làm như vậy, nhưng Dương thần cũng không hứng thú biết lắm, chỉ là đang nghĩ nên xử lý như thế nào một loạt sóng gió tiếp theo đừng khe khẽ thì thầm, đi mau, một cảnh sát thúc giục hô, Dương Thần quay đầu cười hì hì, đồng chí cảnh sát vất vả rồi, vậy tôi không nói thầm nữa, tôi nói lớn tiếng lên một chút, tuy nhiên đi nhanh thì không được, đợi chạy đi rồi mấy người lại phải bắt tôi, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mấy cảnh sát nhân dân, an tâm dù đang tâm trạng rất gay gâu, nhịn không nổi bật cười, phản ứng của người đàn ông này quả thực kỳ lạ, rõ ràng biết mình lợi dụng hắn còn hại hắn vào cục cảnh sát có thể khiến hắn thân bại danh liệt lại vẫn có thể trêu đùa cảnh sát nếu không phải bụng giả hắn đủ bao dung chính là bụng giả thâm hiểm đáng sợ đi vào bên trong văn phòng đồn cảnh sát hai người bắt đầu bị thẩm vấn một bóng dáng quen thuộc đã đứng bên cạnh bàn làm việc không xa thái nhiên trên người mặc bộ quân phục màu xanh lam như xưa vẫn phong thái hiên ngang như vậy hai tay khoanh trước ngực khiến đôi núi đôi phồng lên vô cùng rõ ràng nếu không phải trên khuôn mặt xinh đẹp đó có thể ớn lạnh làm tổn thương người tuyệt đối không có người thứ hai được chọn đóng phim đồng phục quyến rũ sĩ quan cảnh sát thái chúng ta lại gặp mặt rồi dương thần cười khổ chào hỏi chỗ gặp mặt đen đổi chút thái nhiên cười lạnh tiến bộ rồi lần trước cùng xã hội đen vào cục cảnh sát lần này lại trong khách sạn chơi gái bị bắt hy vọng vợ anh có ý chí đủ lớn bằng không tôi không ngại thay cô ta trừng phạt anh một chút thái nhiên sáng sớm vừa mới đi làm liền nghe cấp dưới báo cáo nói phát hiện một đôi nam nữ khách sạn Bích Vân làm chuyện mở áng, bởi vì thân phận của một người phụ nữ trong đó còn có chút mẫn cảm, cho nên vụ án này lập tức báo cho cô cục trưởng này nhưng việc không ngờ đến. Ngoài bối cảnh khá đặc biệt của người phụ nữ đó ra, người đàn ông này đúng là Dương Thần. Vốn dị thấy hắn không thuận mắt, hiện giờ thành chồng của chị em tốt lâm nhược khê, vợ đang ở trong bệnh viện, còn dám sau lưng làm ra những chuyện này. Thái nhiên thiếu chút nữa tức giận ném cái bàn đi quyết tâm tự mình qua hỏi chuyện này. Dương thần hoàn toàn không để ý những lời nói cay độc của Thái nhiên, cười nói với an tâm ở bên. Đây là cảnh sát trường, là chị em tốt với vợ tôi, bộ dạng rất thân thiết, dường như là gặp lại người quen, an tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới người mình quyến rũ là đàn ông đã có vợ, hóa ra người đàn ông này chính là ra ngoài ăn vụng, xem ra cũng không phải đàn ông tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây cảm giác tội ác của an tâm giảm đi một chút. Nhìn Dương Thần vẫn cười tùm tìm giới thiệu với mình cảnh sát xinh đẹp trước mắt, cảm thấy ra mặt người đàn ông này thật dày, miễn cưỡng cười cười. Xin chào cục trưởng Thái. Hừ, Thái nhiên đương nhiên sẽ không nhìn an tâm với ánh mắt thiện cảm, phụ nữ luôn đố kỵ với phụ nữ có dung mạo hơn mình. Đặc biệt vẫn là hình ảnh đầu tiên là người phụ nữ phóng đáng hư hỏng An Tiểu Thư, cô cũng là người có thân phận, vẻ ngoài xinh đẹp, lại đi làm cái việc xấu xa quyến rũ đàn ông đã có chồng này, thành gian phu dâm phụ, trong mắt các người còn có luật pháp không? An Tâm không hề gì cười quyến rũ nói, cho nên bị bắt rồi, còn bị giới truyền thông chụp người không phải thánh hiền ai có thể tránh được. Cục trưởng thay muốn thẩm vấn, An Tâm tuyệt đối phối hợp, không biết liêm sỉ, thái nhiên hừ lạnh một tiếng, đừng cho rằng có gia tộc cô làm chỗ dựa, chúng tôi sẽ qua loa cho xong, tôi muốn biết chính là tình hình thực tế. Dương Thần giơ tay, nói: "Tình hình thực tế kỳ thật rất đơn giản, hai chúng tôi uống nhiều rồi, tỉnh đến mãnh liệt, không kìm lòng nổi, liền làm chút chuyện nam nữ bình thường." Một cảnh sát trẻ ở bên ghi chép đập bàn mạnh một cái, "Ít nói bậy, mại dâm chính là chơi gái, bán thịt chính là bán thịt, nói thật đi." Dương Thần buồn rầu thở dài, kiên nhẫn giải thích: "Vị cảnh sát đại ca này, tôi không nói bậy, tôi chơi xong người phụ nữ này không trả tiền, đây không được tính là mại dâm." cô ta coi như bán cũng bán không thành rồi. Anh, vài cảnh sát khác ở đó không kìm nổi thiếu chút nữa cười không ra tiếng. Đến an tâm cũng cảm thấy quá lộ liễu. Khuôn mặt xinh đẹp, ửng đỏ, oán giận chừng mắt nhìn dương thần. Cái gì mà tiền với không tiền, bán với không bán. Thầm nghĩ đêm qua tại sao không nhận ra người đàn ông này không biết xấu hổ như vậy. Tuy nhiên, chơi rất vui. Thái nhiên cảm thấy không khí không bình thường. Hò khan một tiếng. Các nhân viên cảnh sát xung quanh ngoan ngoan yên tĩnh lại. Không cần khoe miệng lưỡi lợi hại. Anh lưu manh, anh vô lại. Chúng tôi không nói được anh, cũng không cùng anh nói những cái này. Thái nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm dương thần. khinh thường nói, tuy nhiên sự việc hôm nay đã bị truyền thông biết. Tôi nghĩ cho dù chúng tôi không cho hai người nếm mùi. Bạn bè người nhà hai người, đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. An tâm vẻ mặt ung dung món tay cuốn vòng quanh mái tóc dài của mình, thản nhiên như thường. Cục trưởng Thái, nếu không còn vấn đề khác tôi nghĩ chúng ta có thể gặp luật sư rồi hãy nói tiếp luật sư của các người đã đến rồi thái nghiên cố nén tức giận chỉ hai người đàn ông đều hói đầu ở cửa ra vào một người trong số đó dương thần còn có chút ấn tượng đúng là lần đầu tiên mình đến cục cảnh sát luật sư trương đưa mình ra thấy ông ta đến dương thần biết rằng thái nghiên đã nói sự việc cho lâm nhược khê biết về phần người kia mang theo túi công văn đoán chừng chính là luật sư của an tâm rồi nhìn thấy luật sư đi vào thái nhiên cũng không đếm xỉa tới hai người bắt đầu cùng hai luật sư thương lượng tỉ mỉ kể lại quá trình xảy ra vụ án dương thần nhân lúc rảnh rỗi hỏi an tâm tôi nói an tiểu thư cô có thể giải thích một chút nguyên nhân của tất cả cái này không mặc dù tôi nói không vì cô mà vứt bỏ nhiệt huyết nhưng dù sao cũng vì cô tiêu mất số tiền hơn trăm triệu cô dù sao cũng phải nói cho tôi nguyên nhân bị cô đùa chết này an tâm buồn bực bĩu môi cái gì mà số tiền trên trăm triệu Tôi nhớ tiền phòng khi ra khỏi khách sạn vẫn là tôi đưa. Anh cũng là mời tôi uống ly rượu mà thôi. Đừng khoác loác, cô đây không đúng rồi. Tiền bạc tầm thường, sao có thể so sánh với tinh hoa đàn ông kia hơn trăm triệu của tôi. Nhìn thấy bộ dạng dương thần vẻ mặt cười gian tà. An tâm lập tức hiểu cái gọi là tinh hoa, kia là cái gì. Nhịn không nổi hung hăng nhéo phần thịt chỗ eo dương thần một cái. Má lúng đồng tiền xinh đẹp ửng hồng. Anh còn nói giày vò tôi cả đêm cũng không dùng biện pháp an toàn chẳng may tôi mang thai rồi tôi sẽ ôm đứa bé gõ cửa nhà anh xem vợ anh làm thế nào cái này còn có thể làm thế nào đều nhận mẹ con đều cần dương thần vẻ mặt húng hách nói an tâm hé miệng cười tình lại đi việc này qua đi chúng ta sẽ đi theo hai con đường riêng biệt thật muốn tôi sinh con cho anh đợi anh có bản lĩnh gặp lại tôi hãy nói không phải tuyệt tình như vậy đợi đã Cô còn chưa nói cho tôi vì sao lại xảy ra tất cả việc này?" Dương Thần truy vấn, An Tâm do dự một lúc, thẹn thùng cúi đầu, "Lần này tôi về nước, kỳ thực là bố tôi đem tôi gả cho một người tôi không thích. Tôi không muốn lập gia đình, nhưng lại nghĩ biện pháp dập tắt ý nghĩ của bọn họ, cho nên cho nên cô liền chọn đem thân thể mình giao cho một người xa lạ để lấy cái này làm sự trả giá, khiến người đàn ông kia trở thành một vật hy sinh trong kế hoạch này của cô." đem danh tiếng của cô vấy bẩn khiến đối phương từ bỏ ý nghĩ cưới cô dương thần giờ khóc giờ cười mình tại sao lại gặp việc như thế này lau mặt khô khốc cười nói may mắn cô là người đẹp có giá trị bằng không tôi thiệt to rồi an tâm vốn tưởng rằng dương thần nghe xong việc hoang đường này sẽ giận dữ nhưng dương thần lại như cũ vẻ ma cười hi hi cẩn thận hỏi anh không tức giận sao tôi lừa gạt anh còn mang đến cho anh nhiều phiền phức như vậy dương thần ha ha cười tôi lại không phải lần đầu vào cục cảnh sát. Hơn nữa danh dự lại không thể làm cơm ăn. Cô làm như vậy cũng không khiến thứ tôi thật sự để ý chịu tổn thất. Ngược lại tôi cảm thấy tôi bán có lời rồi. Ngủ với một trinh nữ tuyệt đẹp. Còn không cần gánh vác trách nhiệm. Hừ, tôi cũng nhìn ra rồi. Ra mặt anh căn bản dày tới mức khó tưởng tượng. Lớp màng kia của tôi thật là mất thật oan ủng. An tâm giả vờ giận dữ sơ dơ, dơ nắm tay. Không để hai người trò chuyện một thời gian dài thái nghiên cùng hai luật sư đi tới thái nghiên có vài phần nhụt trí hai vị có thể đi rồi dù sao luật sư hai bên đều là luật sư lớn thái nghiên cũng không đủ chứng cứ chỉ có thể thả người tuy nhiên trước khi đi thái nghiên còn cười lạnh nói với dương thần anh hãy đợi ly hôn với nhược khê cô ấy đã biết hết tất cả dương thần sơ sờ mũi hôn nhân trước giờ kia bản thân không thực cảm giác đã từng tồn tại việc này đâu sợ lâm nhược khê biết đoán chừng cũng là thoảng qua còn lại hai luật sư giải quyết một vài hậu quả. Hai nam nữ vừa vào cục cảnh sát không bao lâu, lại trong ánh mắt khinh nhiệt của cảnh sát đi ra cửa lớn của đồn cảnh sát, vừa đến bãi đỗ xe bên ngoài. Dương thần với an tâm liền nhìn thấy hai chiếc xe Mercedes -Benz màu đen đỗ cách đó không xa, sắc mặt an tâm có vài phần khó coi, cười khổ nói, đến thật là nhanh.